Kính chào quý vị, tôi tên là Phạm Quang Hồng. Nếu đủ tên trong giáo hội Công giáo là Michael hay Michael Phạm Quang Hồng. Tôi là một linh mục thuộc Tổng giáo phận Tây Úc, Perth, cách xa Sydney. Trước kia, tôi là một sư huynh dòng La Sang trong 40 năm. Và năm 2003, tôi có ý định trở thành linh mục, nên tôi nhập vào Tổng giáo phận của Tây Úc. Và tôi làm linh mục được 17 năm. Đó là lịch sử tóm tắt của tôi. Tôi sinh ra ở nhà bảo sanh Lương Kim Vi, mà ai ở Tân Định quận 3 đều biết. Nó ở cuối đường Hai Bà Trưng, gần đến ngã ba Trần Quang Khải và bước lên cầu Kiệu. Và tôi sống ở đường người ta gọi là Rue de Monceau, tức là Nguyễn Văn Mai, cái góc của Hai Bà Trưng và Huỳnh Tịnh Của. Do đó, thuở nhỏ tôi được cha mẹ cho tôi học trong trường Cát Sơ, là trường Thiên Phước ở Tân Định. Và vì có lẽ tôi quậy phá đấy, cho nên một hôm hai sơ dắt tôi qua, vách bên kia là trường các sư huynh. Mở cái cửa nhỏ đem tôi qua và để các ông ấy trị cho cái thằng này. Thế là từ đó, từ lớp 2, tôi phải sang học với các sư huynh trường La Sang. Và tôi học ở đó cho tới thi xong lớp đệ tứ, hồi đó gọi là trung học đệ nhất cấp. Thì tôi mới xin vào dòng La Sang. Đó. Cho nên cái quá trình hồi nhỏ là tôi là học sinh các sơ dòng Saint Paul de Sartre. Rồi lớn lên, suốt cuộc học trong trung học, tôi học với các sư huynh dòng La Sang. Đối với cái nền giáo dục của miền Nam Việt Nam, trong những năm tháng mà tôi được thụ hưởng, thì tôi có hai cái cảm tính trong người tôi. Thứ nhất là tôi cảm phục và tôi biết ơn, là vì nó rất nhân bản, tôn trọng con người theo đúng cái nghĩa của nó. Tôi được dạy tất cả những điều mà một con người cần có để luyện về trí, đức và dục. Cho nên tôi thụ hưởng cái đó, tôi thấy quý vô cùng. Nhất là trong các trường của các tu sĩ nam nữ, tôi học được cả giáo lý để biết về Thiên Chúa. Đó. Từ đó, nếu bảo tôi nhìn lại thì tôi thấy cảm phục. Chỉ có mấy năm vỏn vẹn mà miền Nam đã dựng được một cái nền giáo dục rất là có giá trị. Đào tạo được những con người cho đúng nghĩa con người. Và tôi cảm thấy tiếc là vì nó không còn được tiếp nối nữa. Khi mà người ta bỏ mất cái môn rất bình thường là môn công dân giáo dục. Hoàn toàn bỏ mất. Cho nên không biết giới trẻ nó, các em, các thế hệ tương lai sẽ đi về đâu nếu chỉ lấy cứu cánh để biện minh cho phương tiện. Thì còn gì là lương tâm con người? Còn gì là đạo đức căn bản nhất? Không biết quý vị có rất đồng ý với tôi vậy không? Đó. Và nếu tôi không lầm, nghĩ về công dân giáo dục, tôi nghĩ không phải chỉ có giờ công dân giáo dục, mà có cả những quyển sách mà tôi học, sách quốc văn cũng đều nói những chuyện một em nhỏ phải giúp một người già. Thấy không? Rồi một em nhỏ phải biết nhìn lá cờ quốc kỳ với cái thái độ như thế nào. Mà ngay trong sách quốc văn thư đó, tôi cảm thấy những gì tôi đọc bây giờ tôi thấy vẫn còn có giá trị. Rồi đến cái giờ gọi là giờ công dân giáo dục, thì thầy giáo, cô giáo, các thầy và các sơ dạy cho chúng tôi cái cách phải kính trọng người khác như thế nào. Phải nói có, không nói không. Phải biết thực hành những điều mà bổn phận mình, nó đòi mình làm, nhưng phải làm vì yêu thương, chứ không phải vì bị bó buộc. Không bao giờ quên những chuyện đó. Nhất là với cái tinh thần được đào luyện trong các trường của nhà dòng. Ở những trường công lập thì tôi cũng tin rằng có giờ công dân giáo dục. Cũng giống như nhau. Cho nên đó là cái nền căn bản đó. Tôi nghĩ như vậy, để một con người là con người trước khi là bất kỳ cái gì khác. Nên tôi không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Nhưng gia đình tôi toàn những anh em trong quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi được miễn dịch vì lý do tôn giáo.
bản ký miễn dịch vì lý do tôn giáo do thiếu tướng Bùi Đình Đảm. Sau này tôi gặp lại ông ở San Jose. Ông qua đời rồi. Ngày 15 tháng Giêng năm 75, em trai tôi tử trận ở dưới Thất Sơn, miền Nam, núi Sọc. Tôi và ba má tôi đi lãnh xác về. Thì lúc đó cuộc chiến đã bắt đầu gia tăng ở miền Trung, ở Phước Long, ở Bình Long, vân vân. Tôi cứ nghĩ một điều, hồi đó tôi nói với học sinh ở Thủ Đức của tôi, tội nghiệp cho miền Nam, mặc dù cái nhìn của tôi có thể méo mó, nhưng tôi nói tội nghiệp cho miền Nam, cứ phải chống cự. Chống cự, tìm mọi cách để chống cự, mà không bao giờ được phép để mà bung ra để phản công. Đó là một cái thế thụ động, hình như có ai đó ép phải làm vậy. Cho nên nhìn thấy cái thua nó trước mắt. Tôi được đọc một cái tờ gọi là Information Catholic bằng tiếng Pháp. Họ đã tiên đoán trước 6 tháng miền Nam sẽ thua. Đọc xong ai nấy cũng đều hoang mang, nhất là các phre lớn tuổi, buồn lắm. Và cái cảm nghiệm đó cộng với cái chết của em tôi, trước đó ít lâu thì một người chú của tôi cũng qua đời trong một cái chiến xa, mà lúc đó người Cộng sản được trang bị bằng vũ khí B-40 đầu tiên. Ông đâu có biết, chiến xa cứ đi vào Đồng Xoài, chiếc B-40, những cái vũ khí B-40 để diệt tăng đầu tiên được sử dụng. Cho nên kèm với những cái tang thương của đồng bào mà nhà tôi, gia đình tôi ở Hạnh Thông Tây, bên kia đường là cái nghĩa trang quân đội. Đi học về là tôi cứ đi ra tôi xem từng chiến trực thăng trở về những cái bao bằng ni lông, trong đó là xác của anh em quân nhân tử trận. Ngày nào nghe trực thăng là cũng chạy ra coi. Nó đau lắm nhá. Nhưng mà ngược lại nghĩ lại, mình chỉ có quyền tự vệ thôi. Mà mình tự vệ là từ từ mình sẽ yếu dần. Nhất là trong cái ván cờ quốc tế nào đó, tôi không đủ khả năng để nhìn. Tôi thấy người ta cột hai cái càng của con cua là không cho nó đánh, không cho nó cắn, thì nó chết chắc chắn. Cho nên kèm với cái tờ tuần báo Information Catholic thì tôi thấy hết có đường thoát. Tôi thấy rất bi quan. Nếu không có niềm tin vào Thiên Chúa thì có lẽ tôi không dám ở lại miền Nam. Mà bằng chứng là vì tôi ở lại. Tôi có thể đi mà tôi ở lại đó. Hầu hết anh em trong dòng La Sang đã đi vượt biển. Tụi tôi ở lại là một số ít, khoảng 1/4 hay 1/3. Với những phre rất già, những sư huynh rất già. Thì cuộc sống nó thay đổi hẳn. Tôi phụ trách đệ tử viện Mosa, Thủ Đức. Các em đệ tử nó đi về nhà, còn lại một nhúm nhỏ ở Nha Trang, ở Đà Lạt, không về được là vì đường giao thông không có cách để về. Thì ở đó là chúng tôi bắt đầu nếm cái mùi của thế nào là đói, là ăn độn. Cái đó cũng không đáng kể. Nhưng cái sợ hãi nhất vẫn là cái không biết tương lai mình ra làm sao. Nó mù mịt. Và khi mà nhìn thấy những cái cảnh ngay tại chợ Thủ Đức, người ta chất từng đống sách của miền Nam, người ta đốt rồi người ta reo hò, nó buồn vô cùng. Tại từ trường Mosa tôi đi bộ ra trước chợ Thủ Đức, thấy những cảnh đó, mình thấy sao thấy tiếc cho một cái chế độ đã bị phá uổng qua. Do đó tôi nếu nói về cảm nghiệm từ ngày bị gọi là Đức Phim cho tới ngày tôi vào tù, vỏn vẹn có mấy năm, nhưng tôi đã chứng kiến những cái cuộc tàn phá văn hóa gọi là đồi trụy. Và nhất là cái lần đổi thiền thứ nhất, nó thê thảm vô cùng. Ở trong nhà dòng có bao nhiêu người đổi được 200 đồng. Thế là từ đó ăn khoai thôi. Mà khoai cũng phải mua theo chế độ hộ khẩu. Có khi đem về khoai sùng hết á. Đáng ghét là không ăn được. Rồi anh em nói đùa cuối cái năm 75 thì được đi ra phường để mua được mỗi người một thước vải. Tôi thước vải trắng, ông kia thước vải đen. Một thước không đủ để may quần dài. Thế là may quần đùi.
mà chơi ác cái là hai anh em đổi nhau vùng đùi bên này trắng bên kia đen cho nó vui. Kinh nghiệm nó như vậy mà thấy rõ ràng là cái giai đoạn đó không có nhìn thấy tương lai và cứ nghe lác đác hết linh mục này hết cái tu sĩ kia biến mất, không biết đi vượt biên hay đi vào tù, nghe những người thân của mình từ từ dập vắng dần đi thì thấy nó cũng đau khổ lắm đó. Nhưng mà cũng ráng sống là vì còn mấy em nó đang bám vào trong mình để nó sống. Rồi năm 76 tụi tôi được mời dạy học lại ngay cái trường của mình. Năm 77 thì người ta tịch thu luôn trường, phải đi sang một cái trường kế bên ở Bắc Ninh để dạy, gọi là trường trung học phổ thông cấp 2 Bắc Ninh. Thì dạy được 6 tháng là tất cả được phân công để làm những điều hoàn toàn khác. Ví dụ lo về nhà bếp, lo về trật tự, lo về đi mua vỏ xe về đó để phân phối cho thầy cô giáo, tức là lo về nhu yếu phẩm. Thế là năm đó anh em chúng tôi xin nghỉ dạy và dùng chiếc xe của nhà trường hồi xưa là đưa rước học sinh đó, chiếc Renault của Pháp 32 chỗ ngồi đó, biến thành chiếc xe đò đi ra nha lộ vận thành phố xin rồi đăng ký, rồi dùng cái chữ đăng ký rồi thử xe rồi chạy. Thế là hai anh em chạy cho tới ngày bị hốt vào tù. Mà tức cười, mỗi lần chạy về số tiền xăng dư và số tiền thu được nơi khách hàng dù là mình không có chém thì nó hai anh em mỗi người lãnh bằng hai lần số lương của nhà giáo trong tháng. Hồi đó nhà giáo lãnh lương 33 đồng 50 xu, tụi tôi chạy về có khi mỗi đứa được 70 còn dư. Nó vui là cái đó là để mà mình so sánh. Cho nên nhờ đó có bớt ăn khoai, lại có mua bắp, mua ngô để ăn nữa. Rồi mua gạo được. Mua gạo dĩ nhiên không theo sổ hộ khẩu được. Mua ở định quán ở đâu đó đem về. Tại tuyến đường tôi chạy là Sài Gòn, Kinh tế mới Đồng Hiệp. Tức là tới rừng Giả Tỵ cây số 125, vô trong Kinh tế mới Đồng Hiệp 4 cây số nữa. Cũng đó là một giai đoạn để tôi nếm thế nào là sống dưới chế độ mà người ta gọi là xã hội chủ nghĩa rất công bằng. Tôi sẽ lặp lại những diễn tiến của năm 1978, khi mà năm nhà dòng lớn là Phước Sơn, Đa Minh ở Suối Tiên, dòng Chúa Cứu Thế ở An Phong Học Viện, dòng Don Bosco ở hãng sữa Foremost và dòng La Sang ở ngay cái trung tâm lớn trường Mosa Thủ Đức. Ngày họ tấn công vào dòng tôi là ngày mùng 2 tháng Giêng 1978. Tôi thì bị bắt ngày mùng 3 tháng Giêng 1978 vì tôi không có mặt ở nhà. Tôi ở trên nông trường thủy lợi Phú Hữu, xã Long Trường, huyện Thủ Đức. Tôi đại diện nhà dòng để đi thế các phe già để đi làm thủy lợi. Thì họ lên tận nông trường, họ bắt tôi về. Thì nó sau một ngày. Rồi lần lượt, giám đốc Sở Công an hồi đó là Mai Chí Thọ đã có kế hoạch thấy rõ ràng. Mới họ vào tấn công, không phải tấn công, lục soát dòng Phước Sơn. Và có lẽ họ thâu được súng với lựu đạn dưới ao cá của các cha các thầy. Bên dòng Chúa Cứu Thế, họ cũng vào lục soát tìm được một khẩu súng rulo, rulo cảnh sát, Smith Wesson, mà cái nòng nó cong rồi nè. Trên cái nóc tủ của cái kho nhà cha Tiến Lộc mà mới qua đời đó. Thế là hốt cái cớ thôi. Ở Đa Minh cũng hốt, cách nào tôi không biết. Ở Don Bosco thì họ lấy cớ là có chứa một linh mục bất hợp pháp là cha Bùi Thế Long. Rồi bên dòng của tôi thì họ lấy cớ là bắt được hai em đệ tử đi rải truyền đơn ở trong trường Trung học Phổ thông Bắc Ninh. Hai em đó bị bắt trước ngày Giáng sinh, tức là ngày 17 và 18 tháng 12 là tháng Chạp. Mà tụi tôi nghe hai em đó bị bắt rồi, vẫn không 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 tin rằng tới phiên mình, cho nên không ai tẩu thoát hết đó. Mà không biết tẩu thoát có thoát không? Đi đâu bây giờ? Nhất là rùm beng trong vòng lúc đó mấy chục người như vậy. Bao nhiêu em đệ tử, mấy thầy già, rồi tất cả các phe còn đó hết thì đi đâu, cho nên không không ai đi đâu hết, mừng lễ Giáng sinh vui vẻ.
Rồi tôi đi nông trường thủy lợi là ngày Tết Tây mùng 1. Rồi tới mùng 2 tôi đi ngày thứ hai. Tôi đâu biết chuyện ở nhà. Tới mùng 3 họ chở tôi về. Đi ngang trường tôi mới thấy là đầy công an trong đó. Và các thầy đã đi vào trông rõ hết rồi. Già trẻ lớn bé vào tù hết. Thì tôi cũng vào thôi. Tôi vào được một ngày. Thì tôi nghe, tôi bị nhốt trong cái hầm tối. Tôi nghe cái lời đọc nội quy của trại. À, mà cái giọng đọc không thể nào tôi lầm. Đó là giọng của Linh Mục Du Xe Tiến Lộc. Tôi nói chết cha rồi. Như vậy dòng Chúa Cứu Thế cũng bị hốt rồi. Đúng. Dòng Phước Sơn cũng bị hốt vào nhốt chung với tôi. Cái chuyện vui nhất là họ đem đan viện phụ Phạm Văn Hiền và thầy Ân, bây giờ làm linh mục, vào còng với tôi. Tôi bị còng sau lưng, chân bị cùm. Thì họ tháo cái còng tay ra, mình thấy thoải mái, phòng tối đen. Thế là họ còng đan viện phụ Phạm Văn Hiền vào tay phải của tôi, thầy Ân vào tay trái của tôi. Và họ nói, rồi, ráng ở đó. Để họ đóng sầm cửa lại tối mù. Tại vì tôi ở trong tối mấy ngày trước rồi, cho nên lúc họ hé ra, tôi thấy mặt. Tôi biết là đan viện phụ. Bên này là thầy Ân, tôi cũng biết mặt là vì ông viết nhạc giỏi lắm. Nên là đóng cửa lại thì đan viện phụ nói với thầy Ân á, rồi coi chừng cái thằng ở giữa nó là anten tụi nó gài. Cho nên mình nói cái gì nói bằng tiếng Pháp. Lạy Chúa tôi, tiếng Pháp là tiếng của mình. Nó vui anh thấy không, là nó vui là ở chỗ đó. Thì hai ông cứ nói với nhau bằng tiếng Pháp thì mình nghe hết nhưng mình cứ im. Cái vui nhất là 2-3 tiếng đồng hồ sau, đan viện phụ nói với thầy Ân là tao muốn đi tiểu quá mà cái tay thằng kia nó cứ sò vào. Mình cởi quần thì nó cũng sò vào, tao nó cong rồi nè. Rồi mắc cười. Sáng hôm sau, Trung tá Phạm Hồng Thu, giám đốc sở công an của huyện Thủ Đức, mở cửa ra nói, sao? La Sang và Phước Sơn làm quen với nhau chưa? Lúc đó sáng lên, đan viện phụ mới nhìn tôi nói, ủa sao không nói từ tối hôm qua, làm tôi với ông này lo gần chết. Tôi nói làm chi, để vậy cho vui. Thế là nó lôi 2 ngày đi chỗ khác. Tôi không gặp nữa, tôi lại ở trong tối tiếp tục. Đó là mấy cái kinh nghiệm đầu đời đó, lúc đó còn ở trại giam Thủ Đức. Sau họ đưa tôi về số 4 Phan Đăng Lưu, trước chợ Bà Chiểu. Ở đó tôi mới được ở chung với Linh Mục Tiến Lộc và 6 linh mục nữa. Trong đó có cha Nguyên Hào, dòng Don Bosco. Và nhiều cha khác, cha Nguyễn Tiến Khẩu nữa, vân vân. Rồi sau đó nữa họ đưa tôi về sở công an để chuẩn bị đưa ra tòa. Họ chuẩn bị để ra tòa đừng có nói điều gì chống lại họ. Rồi từ sở công an họ đưa về Chí Hòa. Ở Chí Hòa được 3 tháng thì ra tòa. Chánh án là Đặng Thanh, tôi nhớ tên vậy. Còn bao nhiêu công tố viên đồ này kia tôi không nhớ. Nhưng mà hôm đó mới được đối diện, mặt đối mặt với Linh Mục Nguyễn Văn Vàng, dòng Chúa Cứu Thế. Và em của ngài là Thiếu tá Nguyễn Văn Viên, Thiếu tá nhảy dù, học khóa chung với tướng Ngô Quan Trưởng. Nhưng mà vì theo cái nhóm chống Tổng thống Ngô Đình Diệm với ông Đại tá Thảo đó, cho nên cứ giữ cái chức Thiếu tá đó chứ không được lên. Nên nếu không ông đã là tướng rồi. Thì hai người đó là được gọi là người chủ mưu và người hoạch định cái kế hoạch của nhóm Liên Tôn chống cộng, mà nói cha Vàng là quốc trưởng, ông em là Nguyễn Văn Viên là thủ tướng. Đó là Mai Chí Thọ nói. Cái hôm mà trước khi ra tòa họ chở chúng tôi xuống Học viện Quốc gia Hành chánh ở đường Trần Quốc Toản. Lúc đó họ làm cái trường gì thì mình không biết tại vì mình bị bịt mắt. Nhưng khi mở ra mình nhìn cảnh chung quanh mình biết là đường Trần Quốc Toản. Thì hôm đó họ trình diện 4 người để cho báo chí và đồng bào, nhất là bề trên của các dòng. Ở đó Đức Cha Bình cũng được mời, Đức Cha Phó là Đức Cha Nẫm cũng được mời. Tất cả bề trên các dòng nam và nữ ngồi chật cái hội trường. Mai Chí Thọ ra tuyên bố, lâu nay chúng tôi bắt được Nguyễn Văn Vàng mà quý vị cứ đồn là vàng giả. Hôm nay tôi đưa vàng thật ra. Nguyên văn. Nó mỉa mai đến vậy. Thế là họ dắt cha Vàng ra. Dắt ông em ra. Rồi tôi với cha Long đó, với một sư huynh bề trên của tôi là sư huynh Đào. Tức là trừ cha Vàng ra. 4 người.
Thì tụi tôi sau đó đó thì trở về lại, nó nhốt trở lại thì ra tòa, cha vàng, ông viên bị xử án tử hình, à, cha vàng án chung thân. Mỗi người chúng tôi tùy theo mức độ mà họ cho là liên quan tới đó, thì án người 18 năm, người 15 năm, tôi bị án 13 năm, là vì họ nói là có tàn trữ vũ khí để giúp cái nhóm của Nguyễn Văn Vàng bạo loạn. Thì ở trước tòa có để cái đống súng của tôi đó, 39 cây, không phải của tôi, mà là ở cái trại thủy quân lục chiến ở trại Chương Dương kế bên. Ngày 30 tháng 4 thì họ hoang mang họ vác qua. Mùng 1 tháng Giêng tôi gom lại hết được gần 400 cây. Tôi bỏ lên chiếc xe mà sau này làm xe đò đó. Tôi chở ra xã Linh Đông tôi nộp. Tôi được giấy khen là người có công đi thu gom tàn trữ vũ khí của Ngụy, cho nên có giấy khen. Ngày thứ hai cũng quăng vô mà toàn lựu đạn rồi không. Tôi gom được cũng gần một thùng phi. Rồi đem ra tôi nộp được cái giấy khen nữa. Ngày thứ ba, thứ tư thì không thấy gì. Nhưng lác đác ném vô thì tôi bỏ xuống giếng, tôi chôn. Thế là họ vào, họ dùng máy, họ dò, thấy dưới giếng còn súng. Súng xét hết rồi. Nhưng mà đem ra tòa để kết án. Thì tòa xử 3 ngày, trung thẩm rồi phúc thẩm luôn, không có cho kháng án. Theo ý tôi thì nhìn bề ngoài rất công bằng, là vì mỗi người có luật sư biện hộ. Tôi có một bà luật sư biện hộ, mà khi gặp riêng trước khi ra tòa đó, 3 ngày trước khi ra tòa, họ vào tận Chí Hòa để gặp cha vàng, ông Viên gặp hết. Nhưng mà cái mấy người kia thì tôi không biết, nhưng cái luật sư của tôi là một người phụ nữ lớn tuổi, thì luôn luôn khuyên tôi ra tòa cứ thành thật mà nhận nhé, đừng có nói gì nghịch lại, kẻo rồi nó tăng án thêm. Từ đó tôi cũng chẳng muốn nói chuyện nữa, không muốn nói chuyện. Và ra tòa thì không còn thấy luật sư nào có mặt, chỉ có công tố viên thôi, dưới bồi thẩm đoàn. Đâu có một luật sư nào đi theo ra tòa. Ở phiên tòa không có tranh cãi gì hết. Người ta đọc bản cáo trạng dày gần 200 trang. Tội trạng gán cho cha vàng rất nhiều. Có vậy thôi. Rồi ông Viên cũng dày gần vậy. Tụi tôi thì mỏng mỏng đó, tại liên can đó. Thật sự không có liên can. Nhưng họ ghép vô cho nó rình rang, để họ có cớ tịch thu 5 cơ sở lớn nhất ở Thủ Đức. Đó là cái cớ. Dĩ nhiên trước 30 tháng 4 75, rất nhiều giáo xứ ở miền Nam biết cha vàng, là vì nhà là ngài là một nhà hùng biện rất nổi tiếng của dòng Chúa Cứu Thế, chuyên đi giảng phòng, gầy gầy bé bé, ăn nói rất to và rất hay, và ăn rất là hấp dẫn nữa, lôi cuốn người nghe, cho nên ai cũng biết tên cha vàng. Sau 30 tháng 4 75 thì ngài âm thầm không đi rao giảng nữa. Nhưng mà ngài có tổ chức liên tôn chống cộng, đó là điều có thật. Mà cái nhen nhúm theo tôi biết là nó có trước ngày 30 tháng 4 75. Do một người trung gian là luật sư Trương Đình Du. Tôi nói điều này nếu luật sư Trương Đình Du còn sống phải chấp nhận, tại vì ra tòa tôi nghe cha vàng nói tôi được một người hứa sẽ giúp đỡ là luật sư Trương Đình Du. Và cái cuộc họp cuối cùng là ngày 12 tháng Chạp năm 77 ở cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Có ông Trương Đình Du dự, có cha vàng, ông Viên và mấy người nữa. Đang họp thì công an kéo tới bắt gọn. Cho nên tôi nhớ rất rõ cha vàng và ông Viên bị bắt ngày 12 tháng Chạp năm 1977. Tụi tôi thì tới tháng Giêng năm 1978 đó. Thành thử ra nếu nói tôi có biết cha vàng không thì trước 75 tôi biết, ái mộ nữa. Và sau 75 thì chỉ gặp một lần trên đường ở Trảng Bom. Sau này tôi mới biết đi xe đò của tôi. Tôi gặp thì tôi chở. Đi xe đò, ngài lên Trảng Bom là vì ở đó ông Viên và ngài có tổ chức một cái gọi là mật khu Phụng Thiên. Không biết là được bao nhiêu người, không biết có thật hay không. Nhưng tôi chỉ có liên can một lần duy nhất là chở ngài trên xe đò. Tôi tài xế, thấy đứng đó thì tôi nhìn mặt tôi biết là tôi ngừng. Rồi cho lên xe, thế vậy thôi. Nhưng cái đó không có liên can gì tới vụ án.
Và sau khi vào tù, tôi được ở với cả cha vàng lẫn ông viên. Rồi khi trở khỏi Chí Hòa, tụi tôi không gặp ông viên nữa, ông bị xử bắn. Cha vàng ra trại A-20 ở với chúng tôi cho đến ngày cha bị tử nạn. Cha không phải chết vì bệnh mà cha bị tử nạn. Cái cuộc tử nạn nó rất rõ ràng là một cuộc tử nạn. Bởi vì cha bị người ta gài một người đến học đạo. Thì cha thấy một người sốt sắng đến học đạo, một người tù. Cha chỉ dẫn thôi. Giống như cha Quang Minh vậy. Cha Nguyễn Quang Minh mà cái vụ ở nhà thờ Lý Thái Tổ đó. Ngay năm 76 nổ đùng đùng đó. Rồi có một anh công an tên là Nguyễn Răng Ràng bị bắn chết đó. Là vì cha Minh đó cũng vậy. Người ta gài một người đến học đạo. Cha dạy xong họ đưa bằng chứng lên. Thế là nội quy cấm truyền đạo là nhốt. Cái người truyền đạo bị nhốt. Cha Minh bị nhốt, cha Vàng cũng bị nhốt còng chừng. Xuyên qua một cái cây sắt thì hỏi làm sao cha có thể đi đâu được. Chỉ có đi qua đi lại dọc cây sắt đó, một mình ở trong phòng. Lần đầu cha vào thì cha ở chung với nhà báo Vũ Ánh ở Cali, cũng qua đời rồi đó. Thì Vũ Ánh có viết một bài về cha Vàng rất hay. Kỷ niệm những ngày cha Vàng vào ở chung với ông. Ông cũng bị vì bất khuất mở những tờ báo lậu trong tù. Vậy mà nó nhốt mấy tháng trời, lương thực giảm, nước uống cũng giảm, mà vẫn còn sống. Cho nên lúc mà họ có ý định, tôi nghĩ thôi nha, ý định muốn giết cha Vàng, thì họ đưa cha Vàng đi phòng khác, không ở chung với nhà báo Vũ Ánh. Rồi một buổi sáng, mấy anh trực sinh tới mở cửa để lấy cái bô vệ sinh đi, cha chết à. Ở trên đầu cha có vết hằn ở đây nè, sâu xuống. Và máu nó rỉ ra mắt, ra tai luôn. Và người ta kết án là cha đứng dậy bị chóng mặt, đập đầu vào thanh sắt. Không thể nào được, thanh sắt ở dưới chân. Và có ai đã đập một cái cây thôi. Tụi tôi khiêng ra rồi đi chôn vội vã thôi. Ở đó tôi từng đi chứng kiến vụ chôn 4 linh mục. Linh mục Nguyễn Luân là chánh xứ ở Phan Rang, Tháp Chạm. Linh mục Bùi Huy Chương, Linh mục Nguyễn Văn Vàng và Linh mục Nguyễn Quang Minh. 4 vị. Thì những gì tôi biết về cái chết cha Vàng, tôi chỉ biết đến vậy. Và ai trong anh em mà những người đến khiêng xác ra, tôi không được khiêng xác nhưng tôi có tham dự đám tang, đi chôn. Nhưng mà những anh em đó nói cái vết nó sâu xuống giống như là bị đập. Mà vết ở đây làm sao cái đầu đứng, cái chân bị còng mà có thể cắm vào trong cái thanh sắt đó được. Mà nếu có cắm, nó sẽ cắm ngang, vì nó nằm chiều ngang. Làm sao nó dọc như là người mở cửa phang một cái rồi đóng cửa lại. Đó, cái vụ án đó nó vẫn còn trong âm thầm bí mật, chưa ai biết. Vì cái người ra tay hoàn toàn không bao giờ họ nói ra cái ác của họ. Cái nhà tù mà tôi ở lâu nhất có lẽ là trại A-20 Đồng Xuân Phú Khánh, 8 năm. Những cái trước đó là ở trong những trại tạm giam. Họ gọi Chí Hòa cũng vẫn là nhà tạm giam. Thì ở ra cái trại A-20 Đồng Xuân Phú Khánh đó, nó rất là vui đó. Nhưng cái mà kinh khủng nhất vẫn là cái đói triền miên. Đói rã ruột. Đói kinh khủng. Nhất là miền Trung tới mùa đông lạnh. Càng rét càng đói. Nhưng được là hãy đi làm. Là có cái để ăn. Bất kỳ rau cỏ gì, bất kỳ con gì nhúc nhích là kể như thua rồi. Với bàn tay người tù vớ được là ăn. Cào cào châu chấu thì gọi là tôm bay. Nướng lên nó cũng đỏ như con tôm đấy nhé. Thằng lằn trên mấy cây dừa là không còn con nào sống. Coi như tuyệt chủng. Họ đập vô bẹ dừa cho nó, đập đập cho nó chạy ra là chộp liền, nướng liền. Ăn tại chỗ. Ếch, ngué, nhái bầu. Đều ăn hết. Cho nên trong cái thời gian đó lại là thời gian mà có những năm đó tôi học được nhiều điều nhất. Bởi vì ở cái trại nó không phải là trại tạm giam nữa. Người ta để mình ở ngoài trời. Tối người ta mới nhốt vào. Dĩ nhiên ở ngoài trời là trong khuôn khổ kẽm gai. Rồi khi đi lao động có súng canh. Nhưng mà rõ ràng vẫn thoải mái hơn, khỏe mạnh hơn vì có nắng. Dù là đi đào ao, đi đục đá, đi đốn củi trên rừng, nhất là đốn mấy cây lộ ồ đó, cây tre.
tai nạn xảy ra liên tục, cây lộ ồ mà chặt không khéo nó bật lên đứt đầu, cái cạnh của nó đứt phân nửa mà nó bật về nè, thì cái cạnh này rất bén, nó xẹt ngang rớt đầu, chết nhiều người, rồi đục đá đuôi mắt, không có gì bảo vệ mắt thì cái mảnh của cái anh bên cạnh đục thì nó băng vô mắt mình. Nhưng mà vẫn vui hơn là vì anh thấy ở ngoài trời có cách để mưu sinh. Cỏ gì ăn, dền gai cũng ăn. Dền gai, gai không, luộc cho nó mềm cả gai ăn luôn. Cho nên nếu mà kỷ niệm mà nói về thời gian ở tập thể, ở A20, thì tôi chỉ còn sợ cái đói nó hành hạ mọi người. Nó hành hạ đến mức khi có nhiều người sẵn sàng mất nhân phẩm đó. Tội nghiệp lắm. Rồi còn thời gian tạm giam thì cái ghê nhất của tôi là thời gian bị nhốt trong cái hầm tối. Cái cô đơn đó, thèm nghe một tiếng nói của người không có ai nói. Thèm nghe cái anh vệ binh anh đi ngang, anh đập đập, anh nói có mặt không? Rồi cũng vui rồi đó. Dạ báo cáo ông bộ, tôi có mặt. Ừ, là vui rồi đó. Một ngày nghe được lần vậy. Nhưng mà lúc mà nhốt trong hầm tối rồi, cái vui là bạn bè nó đến, chuột đó. Chuột nó đến thật, cảm thấy chuột cũng như bạn vậy, chuột cống ấy, ở dưới cái ống cống nó lên, vui lắm, bò bò lên, ê, 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 không có cắn nha, chơi thôi, nó không cắn. Mà hãy chuột đi là biết một thứ bạn khác tới, dán, lạ vậy đó, nó không đi chung, dán nó ra, nó bò đầy người, đã ngứa, tại cái tai bị còng rồi. Mà, ê, giao kèo nha. Bò lên mặt nhưng không được đưa cái râu vô lỗ mũi tao. Tao ách xì là mày văn. Nó cũng tử tế, không vi phạm bao giờ. Vui không? Có những cái niềm vui nhỏ nhỏ đó. Rồi suốt ngày làm gì? Chia động từ của tiếng Pháp đó. Tại vì tiếng Pháp nó chia động từ liên tục. Và ráng mà nhớ lại để ngồi chia động từ. Ôn lại những cái chuyện mình đọc. Ngoài giờ kinh, đọc kinh thì thôi rồi ôn. Cho nên lúc rồi được ra ở tập thể, nhất là ở trại 20, tối nào tôi cũng kể lại những chuyện được đọc lúc còn bé. Và họ gọi đó là máy quay phim. Cả phòng súng lại nghe. Cho nên phòng nào mà có máy quay phim được khen. 6 tháng đầu năm tổng kết lại được khen, phòng đấy trật tự nhất. Không bao giờ đánh nhau và cãi nhau. Bởi vì tối là ai cũng mong ngồi nghe chuyện nè. Tiếu Ngạo Giang Hồ nha. Tôi kể manh vách đó. 6 tháng chưa hết chuyện đâu. Sang Lộc Đỉnh Ký. Rồi Anh Hùng Xạ Điêu. Cứ kể rồi qua truyện Pháp. Les Trois Mousquetaires, ví dụ, ba chàng ngự lâm pháo thủ. Rồi dĩ nhiên mình nhớ không kỹ thì mình chế. Bây giờ anh em tù gặp nhau vẫn gọi này, ông này là máy quay phim. Mà máy quay phim sướng lắm. Anh có biết không, là vì đâu có được thăm núi, nghèo mà mồ côi mà. Mà ai làm máy quay phim cho một ly nước chanh đường, trời ơi, nó quý vô cùng. Uống từ từ thôi. Đến một lúc họ thấy không còn lo sợ mình trốn hay gì, thì họ cho viết cái lá thư. Mà anh có biết không, họ đưa cái phong thư mà không đưa giấy, và họ bảo viết ở trên cái tam giác của cái nắp á, rồi đẩy lại đi. Đó mới có nhiều chuyện cười. Ông bạn của tôi là một sĩ quan không quân, ông cũng được viết, ông mừng quá. Vợ ông ở Long An, ông người miền Nam, ông viết thì tôi cũng, tôi đọc tôi thấy ông viết về em nhà nghèo phết, mua những món tương đối rẻ, hết chỗ rồi, ký tên. Bà vợ ra thăm, mới nói, anh đòi cái món mà em tìm không ra, tương mặn, tương hộp, tương tàu đều có, mà tương đối làm gì có ai bán. Thế là nhịn đói, lãnh một gói đường vô thôi. Mà chuyện có thật, con nghĩ không? Nó cho viết trên bao nhiêu đó thì tôi viết về, thì bắt đầu về sư huynh giám tỉnh, hồi đó là sư huynh Lucien Hoàng Gia Quảng, bắt đầu cho người đi thăm. Mà cái người mà ông tìm được lại là chị ruột của tôi, sẵn sàng đi. Bởi vì em mình mà. Cho nên xuống nhà dòng cho cái gì thì mang đi. Ai cũng nghèo như nhau. Thế là đi xe đò ra tới ngã ba Chí Thạnh. Từ Tuy Hòa ra đó chắc mấy chục cây nữa. Rồi từ ngã ba Chí Thạnh đi vô trại khoảng 20 cây số, vô đường núi. Băng qua cái sông Tà Bương, vất vả lắm. Thế là cũng đi thăm và bắt đầu từ đó. Mình vui hơn bởi vì có đường, đường thẻ đó. Để mà ăn, để sống, rồi lâu lâu có một gói mè. Vậy, cho nên anh hỏi là tại sao không có ai thăm núi, vì họ giấu. Nguyên tắc của họ, họ không cho biết.
chở đi đâu cũng không ai biết, sống chết cũng không ai biết. Có lúc nào tôi cảm thấy tuyệt vọng, 2 tuần đầu tôi muốn tự tử. Ví dụ bây giờ trong lúc tập võ đó, 2 con mắt của mình nó rất là cần. Đứng một chân lên, 2 con mắt mở, anh vẫn đứng được. Anh nhắm một mắt, anh đã bắt đầu chao đảo rồi. Anh nhắm 2 mắt là anh chúi đầu liền. Thành ra con mắt với ánh sáng, nó làm cho mình có thăng bằng và có sự sống. Mình đo được khoảng cách, mình nhìn thấy được hình thái, màu sắc. Đó là sự sống. Bây giờ tối đen, đưa tay cũng không thấy. Đầu gối mình rờ mà mình cũng không thấy. Tự nhiên nó khó thở và nó chóng mặt. Chao đảo ghê lắm, ngồi không vững. Muốn nằm xuống cũng vậy, thấy như là bị say sóng. Nó kinh khủng lắm, nếu ai bị ở trong tối liên tiếp trong 1 tháng, 2 tháng thì sẽ bị. Và 2 tuần đầu thôi, chẳng thà ngồi xuống được, cái chân bị còng nhưng ngồi xuống được, để lưỡi đập một cái thì máu nó ra từ từ, nó chết. Nó không đau lắm, nó chỉ nhói lên lúc đó thôi. Nhưng chắc chắn máu ra từ từ, cắn lưỡi chết là vì ra máu, chứ không phải chuyện gì khác. Thì chết âm thầm thôi. Nhưng mà lúc đó hồng, may mắn là nghe tiếng pháo ở bên ngoài. Năm 78 còn cho đốt pháo, mới sực nhớ, ủa ở ngoài người ta ăn Tết. Anh em trong vòng ăn Tết, mình ở đây họ không biết. Họ biết là biến cố xảy ra, nguyên một cái dòng Mosa ở Thủ Đức, mấy chục anh em đều vào tù, nhưng không biết ở đâu. Biết là ở Thủ Đức mà không cho gặp mặt. Nhưng mà nghe tiếng pháo, mình nói, ủa, thời gian vẫn xảy ra, vẫn luân chuyển. Tại sao mình cắt đứt thời gian của mình? Mình chết là mình cắt đứt. Mình không còn hiện hữu nữa. Là mình đánh mất cái món quà mà Thượng Đế cho mình. Thì bây giờ phải đổi. Phải sống. Phải tập hít thở trở lại để nó đỡ ngộp thở. Mà trong bóng tối ngộp thở thật. Ngộp thở kinh khủng, giống như ai đè lên ngực. Và cô đơn thì không nói rồi, hồi nãy tôi nói rồi. Nhưng mà nó ngộp thở, rất khó thở và mất thăng bằng. Rồi từ đó nghĩ lại, không, không được chết đâu. Phải sống chứ, phải trở về chứ. Trở về. Và thật đúng là có ơn trên được trở về. Cho nên rút ra khỏi phòng tối, được đi xuống số 4 Phan Đăng Lưu đó, gặp ngay Tiến Lộc, ôi giời mừng quá sức. Ông ở đó được các gọi là cai tù, tức là ban quản giáo đó. Cái chữ đẹp lắm, quản giáo tôi gọi cai tù đó. Cho ông làm trưởng phòng lại, Chúa tôi tạo ông to con. Lúc đó miệng đã móm rồi, vào tù tự nhiên răng rụng hết trơn. Ông ấy nói tớ thì ở trên búa, ở dưới thiếu đe, tức là 2-3 cái nó còn mà nó so le. Tội nghiệp, tới nó vui ở đó cùng với Tiến Lộc, với 5 linh mục nữa, sống trong một cái phòng 100 anh em mà chu vi chắc hơn cái phạm vi này. Thậm chí ngủ là phải chai phiên nhau ngồi, nằm hết không đủ. Mà nó vui. Nó vui là vì được tiếp xúc. Anh thấy không? Cái liên đới nó làm cho mình thành người. Cái cô độc nó biến thành mình thành một cái hòn đảo và một con thú hoang. Cho nên có liên đới là bắt đầu thấy vui. Tôi sống trong đó và nhờ đó học được nhiều thứ. Kể cả học được những âm mưu móc túi, giật dây chuyền của mấy em hình sự nó chỉ. Nhưng chưa áp dụng. Học mấy trò chơi bộ bài, học ngoại ngữ với cha Tiến Lộc khá nhiều. Tôi có liên hệ với nhiều bác người Hoa, tất cả đều lớn tuổi hơn tôi. Họ có thể bị bắt vì họ giàu có, gọi là tư sản mại bản. Tôi ở chung phòng với ông vua của máy cày Kubota, ông vua lưới B40, ông vua phim điện ảnh Hồng Kông. Hồi đó rạp Eden là dưới quyền của ông. Tuy vì ông giàu, đó là tư sản mại bản. Những ông đó rất tốt lành. Rồi hạng thứ nhì là những người cựu dư đảng của Tưởng Giới Thạch, từng là thành viên quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch. Rồi một số người Hoa nữa đều là chủ bút những tờ báo nổi tiếng ở Chợ Lớn mà họ nghi ngờ. Thế là họ nhốt hết tội nghiệp. Có ông nhà báo La Anh, chủ bút báo Viễn Đông, chết trong đó. Chết nằm bên cạnh thôi, tôi cũng không biết nữa. Sáng ngồi dậy để điểm danh, ông không ngồi. Tôi lay lay, thấy lạnh toát à. Đó. Thì những ông đó, tội nghiệp lắm. Tôi này nỉ, tôi nói, à bác, cao ngộ còn tông quả. Dạy tôi nói tiếng Quảng Đông đi.
Mấy ông thích quá, thế là ông nói mà mày cao nị còn việc làm quá, mày dạy tao tiếng Việt. Tức là bác tôi mang ơn nhất là cái ông Huỳnh Hải Bình. Tôi đi tù về tìm ổng thì con cháu ổng nói ổng cũng mất rồi. Ổng được về rồi, ổng mất, yếu quá. Ổng là người dạy tôi tận tâm nhất. Dạy tôi không phải mình tôi đâu, dạy luôn cha Tiến Lộc nữa. Hai học sinh gương mẫu nhất, không bao giờ vắng. Và nhất là thuộc bài rất nhanh. Anh thấy vui không? Mà ổng phải kín đáo là vì nội quy nói cấm truyền bá tôn giáo, cấm loan truyền ngoại ngữ. Cho nên phải học một cách kín đáo, cứ để cái chén bằng nhựa đó. Ở trong đó không có cái gì bằng sành và bằng kim loại đó, bằng nhựa. Nên thì chấm nước, viết trên xi măng đó. Ví dụ chữ nhân, viết làm sao? Hãy có ai tới giả bộ đổ chén nước là nó xé sạch. Đâu có bằng chứng. Cứ kiếm cái góc nào đó ngồi, cái giả bộ uống nước rồi cái chấm, cái viết. Rồi ông chấm điểm. Ông nói cái này à, xẻ hổ lét à, viết giỏi à. Là mình học với. Mà anh cứ tưởng tượng đi. Ra tới trại A20 có 7-8 năm, cũng có những người Hoa. Mà cái ông tôi mang ơn nhất là ông Lạc Tô Hà, cũng lớn tuổi hơn tôi. Ông là chủ đất mà bây giờ người ta tịch thu làm khu du lịch Đầm Sen. Chỉ vì ông giàu. Tội nghiệp không? Thế là ông cũng dạy tôi tiếng Quảng Đông và ông học tiếng Việt. Hai bên trao đổi, gọi tiếng tiếng Cộng sản gọi là hai bên cùng có lợi đấy. Nhờ đó tôi thấy những tháng ngày trong đó nó có ý nghĩa và nó vui. Và nếu có phải nói thì mình nói bắt chước Thánh Phaolô nói tất cả là hồng ân. Tất cả là hồng ân. Từ những tai nạn tới những cô đơn, đau yếu, bệnh tật. Có rất nhiều người chết. Chết thứ nhất là vì bị sốt rét. Nhiều nhất. Chết thứ hai là vì đói quá, ăn không đúng thức ăn. Tôi biết người bạn của tôi thân lắm. Cái đọt khoai mì H34. Nhà nước năm đó chủ trương trồng H34 là mì Ấn Độ. Thứ mì đó không phải để ăn mà để làm đồ kỹ nghệ. Cái nhựa của nó sẽ làm đồ nhựa và làm chất độc cyanure. Bởi vì cái sản xuất ra đó, một cái củ mì bình thường của mình kéo lên được chừng 5-10 kg, một cái gốc mì H34 kéo lên có thể 40 kg. Củ nào của nó cũng lớn hơn đùi của mình. Bột rất thơm, rất ngon mà lấy lên luộc ăn liền có thể chết. Nhiều anh em chết. Nhất là cái ông này, người ta cấm không cho ăn khoai mì là bị vì nói ăn cắp đồ của trại, hoa màu của trại. Thì ông chỉ bẻ cái đọt của nó, ngâm muối để làm dưa. Thấy cái mùi nó cũng ngon. Ăn có một lần đầu, chết. Một người bạn của tôi ăn phải nấm, chết. Cái nấm rất là thơm mùi vani. Có bẻ chia cho tôi một gốc. May là tôi bỏ túi. Chưa ăn, đem về nhà mới ăn. Ông ấy nướng lên ăn. Vừa ăn xong gục đầu vào cái đống lửa đó luôn. Chết. Mà trong miệng chảy ra cái nước bọt nó hơi màu vàng giống như cái màu vani của cái nấm nó ở mặt dưới. Con ruồi nó bu vào, nó chết. Tôi đứng tôi nói mẹ tạ ơn Chúa con chưa ăn á. Ông chia cho mấy người kia cũng chưa ăn. Thế là từ từ lem ra bỏ. Là trường hợp. Thứ hai nữa là có thể chết là vì bị đánh chết nếu mình kháng cự người ta. Tôi thấy một em người dân tộc bị đánh chết trước mắt mấy người tù khác, nhất là những anh em trốn trại mà không thành công, họ đem về họ đánh chết tại chỗ, không thêm bớt chữ nào hết đó. Mình không có vu oan cho họ, họ trả thù bằng cách bắt họ phải đi lùng trong rừng cực khổ quá đó, lôi về dọc đường họ đã đánh như tử rồi. Trở về là họ đánh chết tại chỗ. Anh thấy không? Có nhiều lý do để chết không? Mà cái chết vì đói thì khi ra trại thì ít. Nhưng chết vì bệnh hoạn, chết vì tai nạn, chết vì ăn không đúng thức ăn, ví dụ. Đó. Thì khá nhiều. Và chết vì bị hành hạ, đánh đập. Là những chuyện có thật. Nó xảy ra dễ dàng như cơm bữa. Đó. Thì dĩ nhiên cũng có người chết vì lên tăng sông cao quá. Cha Nguyễn Quang Minh chết là vì tăng sông lên tới 24, con số nó cao rồi cái cha mù mắt.
mà bởi vì đói trong biệt giam, họ cho một chén cơm ăn một ngày và họ chan vào đó nước muối. Mà đã có gốc áp huyết cao mà chỉ ăn cơm với nước muối, chết chắc. Phải nói thật là họ dửng dưng, coi như thanh toán được. Họ nói với nhau đó, coi như thanh toán được đứa nào hay đứa đó. Họ dùng chữ đứa. Dửng dưng hoàn toàn. Đối xử không phải là người. Vậy thôi. Còn người đồng cảnh với nhau, như anh thấy không, thì ai cũng ngậm ngùi. Nhưng mà lại họ lại mừng. Cái người đó hết khổ rồi. Tụi mình vẫn khổ. Cái người chết hết khổ rồi. Ghê không? Nghĩ đến mức độ bi quan đến như vậy là thấy nó tột cùng của trái đất rồi đó. Tôi có ý định vượt ngục. Tôi dễ vượt ngục. Là vì họ lãnh tôi ra ngoài để đi trang trí trong các đám cưới ở ngoài dân đó. Tôi trốn được. Nhưng ông trời hay là Thượng Đế sắp xếp cho tôi ở chung với ông thầy bề trên của tôi. Mà lúc đó ông 67 tuổi rồi. Đi đâu cũng hai anh em đó. Ngồi ăn chung, bởi vì tôi tìm được cái rau gì, tôi cũng về luộc cho ông. Tôi tìm được con nhái, con ngué gì, nướng cũng bẻ hai. Từ lúc bị bắt cho tới lúc thả về, tôi ở chung với thầy bề trên của tôi là sư huynh Columban Lê Văn Đào. Mà ngài lớn tuổi rồi. Nếu tôi trốn, chắc chắn họ giết ông này. Chắc chắn là vì cái cảnh đó đã xảy ra. Hai người nằm hai bên, một anh ở giữa trốn. Hai người này bị cùm. Xíu điều chết. Kinh khủng quá. Cho nên họ nói biết mà sao không khai. Như vậy thì nếu tôi trốn được, thì sư huynh của tôi, anh ăn chung với anh ta, anh ngồi chung, anh ngủ kế bên, sao anh không biết anh ta trốn? Cứ nhốt cái đã, không cần xử nữa. Cho nên anh hỏi tôi bỏ nhiều cơ hội để trốn. Một lần họ chở tôi ra tới huyện Đồng Xuân, tới Ga La Hai, nơi có cái tuyến xe lửa thống nhất đó. Trốn được. Mình đi trang trí cho người ta thì đem cái áo dao thì có cái bị. Trong đó để một cái áo thường. Chứ ai dạy gì mặc cái áo tù. Nếu nó có hỏi thì nó sợ nó ra mồ hôi thì thay cho ông tôi bị cảm. Thì với cái áo thường là đi trốn được. Còn mặc cái áo tù là khó trốn. In cái chữ cải tạo sau lưng. Niềm tin tôn giáo đánh động tôi nhiều nhất là sau biến cố tôi rớt xuống giếng. Cho nên đồng bào bên Úc có biết chuyện đó cứ nói ông cha này té giếng. Mà nghĩa người Việt Nam mình té giếng là thằng mánh mát đó. Mà là tôi té giếng. Tôi nhớ rõ ngày mùng 5 tháng 8 năm 85. Tới phiên tôi ở nhà để leo xuống giếng để múc nước. Bởi vì mùa tháng 8 còn là mùa hè. Giếng ở miền Trung không còn nước. Nó chỉ ra ở như giống như cái nón lá ở dưới thôi. Mà căn nhà đó 100 anh em xài một cái giếng. Thì họ để cái xô nhựa của họ sắp, rồi mỗi người luân phiên được ở nhà một ngày để múc nước phân phối. Hôm đó tới phiên tôi ở nhà tôi trèo xuống thì ở thành giếng nó có những cái khoanh sắt đó để mình bám. Tôi xuống được cái khoanh thứ hai, bỗng nhiên nó xúc ra. Thế là tôi rơi từ trên đó xuống, chắc khoảng 7 thước, đập vào mấy cái xô. May là xô nhựa, bất tỉnh tôi không biết. Tôi nằm dưới đó thì họ bắt đầu đi làm, họ đi làm 3 tiếng rưỡi đồng hồ mới về. Tôi nằm dưới đó không biết tới lúc nước ngập lên mặt. Nó vào trong mũi mới sực ngói dậy. Thì ngồi dậy, ngồi không được. Hai chân liệt. Rờ rờ hai chân, không biết là chân mình. Kéo lên thì nó lên. Thả tay ra nó rớt. Rồi là liệt. Và nhúc nhích, đau nhói ở cái cột xương, xương sống ngay thắt lưng. Chắc nó đập vào cái thành của một cái xô. Đây đã nằm dưới đó đây. Nằm cứ ngóc đầu lên để khỏi bị nước nó ngập. Rồi tới lúc anh em về tôi la lên thì họ thòng dây xuống và cột và kéo tôi lên. Vậy mà tôi được bình phục. Sau 8 tháng bình phục. Đến khi đi sang Úc họ khám sức khỏe để nhập quốc tịch. Tôi khai tôi có bị vấn đề trong xương sống. Họ chụp hình thì họ thấy nó vẫn lệch. Mà họ nói không đau là chuyện lạ. Không liệt cũng là chuyện lạ. Thì từ đó, đó tôi biết chắc chắn. Là cái ý Chúa định cho tôi như thế nào thì tôi không biết trong tương lai. Nhưng không thể nào tôi tìm cách để tự hủy hay là thoát ra khỏi cái ý định đó. Bởi vì thấy rất rõ có thể chết mà không chết. Có lần bị những cái bệnh nữa, bệnh kiết lỵ tưởng chết anh. Trong tù hãy bị kiết lỵ là nó lây ra.
ai cũng xếp hàng để mà đi đi vệ sinh đó. Rồi riết rút cũng không kịp nữa là phải lấy cái bô của cái chén mà mình đựng ăn cơm nó để mà đi, bởi vì kiết lỵ nó ra có một chút mà rồi nó lại đau quằn lên mà cả nhà mới đó. Vậy mà may mắn có người nói, có người bên kia thăm nuôi xin cái núm của cái chuối đó. Cái chuối nó có cái núm màu đen đó, đâu có ai ăn. Nhai cái núm đó, tôi nhai ba cái núm tôi hết kiết lỵ, nó chát, nó cầm lại được, thế là nó lành. Từ đó anh em kiếm cái núm của trái chuối để mà xin, nhất là đọt ổi tốt lắm, còn tìm lá mơ tìm đâu ra, trong đó không có. Những ổi thì đi dọc đường ở bìa rừng cũng có thể có ổi rừng, lấy cái đọt phơi khô cũng được. Nếu tôi giữ được cái lý tưởng của niềm tin vào tôn giáo là vì tôi nếm được những cảnh tôi thoát chết, nó kinh khủng lắm, kinh khủng đến mức độ giờ tôi nghĩ là tôi cũng không tin nữa. Từ đó tôi tin rằng chắc ý định của Chúa là muốn tôi còn sống, và tôi phải sống cách nào cho nó vui, chứ không lẽ sống lấy lấp, sống cho qua ngày. Cái năm tôi được sang Úc và có thường trú nhân, giấy thường trú, thì nhà dòng gửi tôi sang Roma 1 năm. Mấy ông thầy Úc nói là đi tẩy não, bởi vì sợ tôi bị thấm vô trong chủ nghĩa cộng sản. Nhưng sang đó có dịp tiếp xúc với Hồng Nguyên Nguyễn Văn Thuận, một lần tĩnh tâm tân niên ở tại Roma năm 1999, thì ngài kêu tôi ra, ngài nói: Phe Hồng, hồi đó tôi là Phre mà đó, nghe nói Phre bị đi tù, án cũng 13 năm. Nói vâng, nhưng mà con ở 10 năm, họ thả con về. Ông Nguyễn Văn Linh lên á, ông ấy ăn xá mấy người còn lại 3 năm về hết. Hôm đó về 400 người, nhiều linh mục lắm. Vậy còn Đức Cha là không xử án mà ở 13 năm. Ông cười, ông nói đúng. Nhưng mà 13 năm đó, có 9 năm buồn lắm là ở biệt giam á. 9 năm ở một mình. Rồi cái ngài hỏi, ông có thù người cộng sản không? Tôi là thằng lanh mà, tôi hỏi, còn hỏi, con xin phép được hỏi Đức Cha. Đức Cha bị ở ở biệt giam lâu hơn con và ở tù lâu hơn tới 4 tới 3 năm. Đức Cha có thù không? Ngài cười và ngài nói: "Tôi không thù người cộng sản, tôi thù cái chủ nghĩa đã phát sinh ra những người đó, nuôi dưỡng những người đó. Cái chủ nghĩa đó là một chủ nghĩa phi nhân, phi tôn giáo, tàn phá hết lương tâm con người. Nhưng tôi không thù người cộng sản là vì họ cũng là nạn nhân." Có thể tôi dùng một câu đó để mà trả lời, vì nó cũng là câu của tôi. Tôi không thù họ, nhưng tôi tiếc là họ bây giờ bám vào nhau như một cái đám mafia để mà sống. Vì tôi biết lý tưởng cộng sản họ chẳng còn nữa. Chẳng còn anh nào còn lý tưởng cộng sản, vì họ thừa biết là nó hoang tưởng rồi. Nó là một chủ nghĩa các nước người ta vất hết lâu rồi. Bây giờ chỉ vì nồi cơm bám với nhau để mà ăn trên đầu dân chúng thôi. Cho nên nói về tư cách thì tội nghiệp, nhất là nhìn thấy hình như họ làm hư cái lương tâm giới trẻ hết rồi. Cứ lấy cứu cánh mà biện minh cho phương tiện, cứu cánh gian dối cũng được, miễn là mình đạt được mục đích mình muốn, thì cái đó là cái tai hại nhất, anh thấy không? Cho nên mình trách họ đúng chứ không sai. Nếu họ còn cứ tiếp tục dành cái chỗ ăn trên ngồi trống để tàn phá đất nước, dân tộc và quê hương thì họ sẽ có tội trong tương lai. Lịch sử sẽ phán xét. Những chuyện tôi chia sẻ, hy vọng đồng bào sẽ có thể dùng cái chữ là của nhà Phật là giác ngộ để nhìn ra sự thật. Nhất là nhìn ra một cái đại nạn mà toàn dân tộc chúng ta phải mang. Tôi dùng chữ đại nạn không oan ức đâu. Không oan, có người nói sao bi quan vậy. Đại nạn là đổ thừa cho Thiên Chúa không? Chúa đâu có trao thập giá đến. Mình làm cho cuộc đời thành thập giá. Có người rước chủ nghĩa đó vào trong nước. Rồi có người bênh vực. Có người lầm tưởng đi theo để chiến đấu cho nó. Tới khi mở mắt ra thì có khi đã muộn rồi. Cho nên nếu ai nghe tôi kể tường thuật hôm nay, xin hãy nhớ một điều, tôi không trách ai hết, tôi chỉ tiếc thôi. Tiếc cho dân tộc của mình mất một thời gian khá dài. Mà nếu có phải làm lại từ đầu, mất rất lâu. Vì những gì đạp đổ, làm lại lâu lắm. Thấy không? Một thế hệ mà dạy hận thù cho trẻ con, thì một nhà báo trong nước đã từng nói,
mà nhà báo đó mất chức chủ nhiệm tờ báo Thanh Niên luôn. Ông ấy viết, ông nói nếu mà chỉ dạy trên sách giáo khoa một em bé bắn một cây súng bắn chết ba tên Mỹ thì ba em bé bắn được mấy tên. Dạy như vậy làm toán thì hỏi gieo hận thù trong một thế hệ thì phải mấy thế hệ mới lấy lại? Chính ông ta trả lời phải mất 4 thế hệ mới lấy lại được. Là ông ta mất chức. Tôi đọc cái bài báo đó xong tôi thấy cảm thông với ông. Vâng, tôi dùng chữ thả chứ tôi không dùng chữ tha. Họ để trên là lệnh tha. Cái tờ giấy tôi còn giữ. Nhưng mà ở cuối cái bản đó, sau khi đóng dấu ký tên, họ có in một hàng câu. Mong chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi để giúp đương sự mau chóng trở thành người công dân lương thiện. Hết. Là cái câu đó là về là hết sống đâu được rồi. Đi về xã Linh Đông là họ không chấp nhận tôi nữa. Không chấp nhận, họ nói ông đi đâu đi, họ phủi tay. Tức là tôi lang thang không có hộ khẩu trong 10 năm. Tới đến lúc trốn đi. Do đó nếu anh nói với tôi về cái chuyện thả thì cái lệnh gọi là lệnh tha. Mà tôi nghĩ là họ không tha. Cho nên mới nói mong chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi. Còn nếu tha thì thôi. Tôi có kinh nghiệm vì tôi là người phát ngôn viên của trại mà. Trại không có cái loa. Anh nào mà đọc to được đó là đứng đọc cho 5.000 người nghe. Khang cả cổ rồi đó. Hôm nào có lệnh tha là anh Hồng lên đây đọc. Lệnh tha Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Bộ Nội vụ trại cải tạo Xuân Phước lệnh tha cho anh Nguyễn Văn Sĩ là vì anh mới qua đời. Ông Nguyễn Văn Sĩ là tên có thật, nhà ông ở xóm Kỳ Đồng, tụi tôi đưa đám nhà ông. Thì hôm sau tôi được đọc lệnh tha, thì tôi thấy anh cán bộ đó trẻ trẻ, tôi mới hỏi cán bộ, anh ấy chết rồi thì tha làm gì? Mà không tha, nó lẩn quẩn đây sao? Lời nguyên văn nhé, không tha thì nó lẩn quẩn ở đây, tức là họ cũng sợ ma. Anh nghĩ câu tức cười không? Vô thần. Đó là nói về lệnh tha của tôi. Miếng giấy của tôi vẫn giữ. Kỷ niệm khó quên. Cũng quý lắm đó. Nhờ miếng giấy đó, bộ di trú của Úc cứu xét nhanh hơn. Ra khỏi nhà tù nhỏ, đúng là bước vào nhà tù lớn. Về gia đình cũng không được, không có hộ khẩu. Về nhà dòng cũng không được, không có hộ khẩu. Tức là phải đi khai tạm trú mỗi tuần. Tôi đi vào số 53B Nguyễn Du là cơ sở trường Ta Be. Thì tôi ở tạm đó hàng tuần phải ra công an phường Bến Nghé, quận Nhất để khai cho tôi được phép tạm trú. Nếu tôi đi vắng, phải xin phép tạm vắng rồi. Trong suốt thời gian đó, không được phép xuất hiện trước công chúng. Không được tiếp xúc với giới trẻ. Họ nói rất rõ, bởi vì mỗi thứ hai phải xuống số 457 Trần Hưng Đạo trình diện với sở công an. Và họ sẽ hỏi tuần rồi anh đi đâu, viết ra anh gặp ai. Và như vậy thì họ cứ giam lỏng như vậy. Không có cho đi đâu, không cho tiếp xúc. Tội nghiệp cha Tiến Lộc, cha về một cái là cha đi làm lễ. Rồi lại còn giảng về chế độ hộ khẩu mà ngài lái lại là hậu khổ. Thế là họ tóm âm bỏ vô tù lại. Ngày ngày về đó, mừng lắm, đang ở chung với nhau, ngày về nói, này anh em, chia hết đồ. Thế là có cái ca cũng chia, cái chiếu cũng chia, tôi được cái ca. Mừng quá, mình thêm hai cái ca để đựng nước. Con tuần sau thấy vô lại. Hỏi sao? Đã được tha về, mà lại đi giảng, đi xuất hiện trước công chúng, còn nói về hậu khổ là hộ khẩu. Tóm vô ở thềm nằm, cũng vì hai chữ đó. Cho nên tụi tôi về là cẩn thận. Nhất là hầu hết các giáo xứ không dám mở cửa cho người cựu tù đến sinh hoạt. Vậy thôi, trừ ra Linh Mục John Baptista Võ Văn Ánh, lúc đó ngài ở nhà thờ huyện Sĩ. Ngài kêu tôi đến, ngài nói, thầy Hồng cứ đến, sinh hoạt, có gì tôi chịu. Từ đó tôi cũng có dịp được sinh hoạt với trẻ, nó vui hơn và nó có ý nghĩa đời mình hơn. Còn ngoài ra tất cả đều không có gì để được tiếp xúc. May mắn tôi về được 2 năm. Thì Sở Thể dục Thể thao thành phố ra một cái thông tư khắp thành phố. Cần những huấn luyện viên võ thuật.
trước năm 1975, hãy quên hết đai đẳng của mình, tới đây thi lại để được cộng tác với nhà nước, làm lành mạnh hóa thiên niên. Thế là tôi đi. Lúc đó tên 39 tuổi, còn trẻ mà. Đi vô tận trường đua Phú Thọ để thi lại từ đầu. Mình nhìn cái ban giám khảo, không có ông nào quen hết. Mấy võ sư miền Nam mình biết mặt hết á. Nếu mà võ sư taekwondo, karate, judo rồi mình biết mặt hết, thì mình đi thi karate, mà mấy ông karate không có ông nào mà mình thấy, hỏi ra toàn chính trị viên không à. Chính trị viên miền Bắc vào để chấm điểm võ. Thế là mình cứ đi bài quyền, môn thi thì phải đi bài quyền, rồi đấu, rồi công phá, ba thứ đó với thể lực là hít đất. Bài quyền thì mình đi có trận không đâu biết, miễn là phải đi tự tin. Là đậu, đậu xong đấu, đấu thì ra lúc đó người mình còn vết sẹo của ghẻ đó. Cho nên mấy em ở ngoài ngoài đời mà nó vào nó cũng thi đó, nó 19, 20 tuổi nó thấy là nó đã sợ rồi. Đầu trọc, nó tóc chưa mọc kịp nữa. Nó bố bố đánh nhẹ nhẹ thôi bố. Thế là đã thắng rồi. Về tâm lý là thắng rồi. Thế là đậu, công phá thì dễ rồi. Rồi hít đất cũng còn khỏe. Đậu được một đẳng. 2 năm sau thi 2 đẳng. 3 năm sau thi 3 đẳng. Thế là họ cho phép mở võ đường. Đó là được tiếp xúc với võ sinh. Tôi dạy ở sân Phan Đình Phùng đó nhé. Sân lớn đó. Sân mà hay thi Hoa hậu đó. Mà hãy mỗi lần thi Hoa hậu là võ sinh của tôi từ đai nâu trở nên được làm trật tự. Mà hãy trật tự thì nó đâu có ngăn sư phụ vào coi Hoa hậu. Cho nên tôi xem hết đó nhé. Nghĩ lại cũng vui à. Đó là giai đoạn 10 năm đó vậy. Về con đường võ thuật, thời nhỏ tôi đi học judo, nhu đạo với thầy Thích Tâm Giác ở sân đường cầu Bùi Hữu Nghĩa với Đa Cao, sân Quang Trung. Thầy có 2 sân A và B, thì tôi được học ở sân A. Chính thầy Thích Tâm Giác biết tôi là người Công giáo, hồi đó tôi còn bé mà, ông thương tôi lắm. Tới lúc ông bị tử nạn, ông bị chết, rồi thì tôi vào dòng. Thì lúc đó phong trào taekwondo của các võ sư Đại Hàn kéo qua đông lắm, họ đến nhà dòng họ dạy miễn phí. Mình mê quá thì cả nhà dòng học. Ngày đầu học 120 anh, tuần sau đau quá nghỉ hết còn 80, riết còn có 20. Và võ sư nó cũng thích 20 đó thì học tiếp tục. Cho nên tôi biết judo từ nhỏ, tôi cũng học taekwondo khá lâu. Sau đó lúc tôi ra dạy ở Thủ Đức, tôi có giờ xuống cái góc đường Điện Biên Phủ có võ đường của thầy Đặng Thông Phong, hiện giờ ông ở đây. Ông mở Aikido, tôi học trực tiếp với thầy Đặng Thông Phong được 3 năm là về hiệp khí đạo. Rất là mê. Rồi sau đó thì vào tù tôi mới học karate. Cho nên nếu nói là mình nhận bằng karate của Nhật trước 75 thì không đúng, phải đính chính là sau 75. Tôi đang nói tới lúc tôi dạy ở sân Phan Đình Phùng. Năm đó là năm khoảng 84 rồi. Nhiều khách du lịch vào rồi, mà ta mở cửa. Thì có một đoàn tôi nghe nói tiếng Nhật, thì ở trong tù tôi có học chút chút tiếng Nhật. Rất là say mê, vì tất cả những bác làm việc cho lãnh sự quán Nhật bị nó hốt vô nhốt hết là vì tội là gián điệp Hắc Long. Gián điệp của Nhật, đâu có tội gì. Cái ông mà tôi mang ơn nhiều nhất là ông Hồ Hữu Ân. Ông cũng chết trong tù. Lúc đó ông 80 mấy tuổi rồi mà cũng bị nhốt. Thì người Nhật nó đến nó ngồi 5 người, nó xem dạy. Xong cái là lễ độ lắm. Nhờ một anh thông dịch nó đến nó nói cho chúng tôi hỏi môn phái gì. Tôi nói Shotokan là cái môn phái rất là phổ biến. Cái nó nói giới thiệu tôi là môn phái vừa Shotokan vừa Shitoryu. Cho tôi hỏi cái bằng của anh nước nào cấp. Tôi nói tôi đâu có đem theo. Nếu hẹn ngày mai mấy ông trở lại, ở đây tôi cũng có lớp, ngày mai tôi đưa cho xem. Mai nó trở lại. Và nó nói nữa, này Việt Nam cấp. Nó nói không có giá trị. Phải tụi tôi cấp thì mới đi nước ngoài được. Ôi trời ơi. Tôi bây giờ làm sao mà đi học bên Nhật? Cái tôi hỏi gợi ý thôi. Hỏi làm sao đi học? Nó nói không. Mấy anh xin phép đi. Sở Thể dục Thể thao thành phố, Liên đoàn Võ thuật cho phép. Anh xin được cái phép đó, tụi tôi sang dạy miễn phí. Rồi cho thi đai đẳng. Nó tử tế đến vậy. Tôi xin được. Tôi xin được cái phép đó. Thế là họ vô nhà dòng ở Mai Thôn đó. Có sân rộng đó. Mỗi năm nó sang tập huấn 1 tháng. Rồi cuối tập huấn nó cho thi. Thế là tôi được 1 đẳng của Nhật.
lên hai đẳng của Nhật, lên ba đẳng của Nhật, ba đẳng có quyền dẫn đi thi quốc tế. Và ba đẳng thì Olympic nó mới chấp nhận cho vào. Còn dưới đó là chỉ đi đấu thôi, chứ không được quyền làm trưởng đoàn. Thành thử là nhờ đó giống như cái dù ấy, mới đi ra khỏi nước. Cho nên đính chính lại là bằng judo mà của trong nước chứ không phải của Nhật, bằng taekwondo, bằng aikido của thầy Phong đó vẫn là bằng trong nước. Còn bằng của Nhật tôi được sau năm 1985. Thành thử ra từ đó mấy cái bằng đó giữ bây giờ thì để ngó chơi cho vui thôi. Lộng kiến đó, tức là luyện cống cho rồi. Nó là cái chìa khóa và cái dù che cho mình ra khỏi nước. Mình mừng lắm rồi. Tụi tôi có cơ may về ba lần đi đó là nhờ một ông thầy, ông huấn luyện viên người Mỹ, thủy quân lục chiến Mỹ. Ông chiến đấu ở Việt Nam, căn cứ ở Vũng Tàu. Ông là người tám đẳng môn phái karate, học ở Okinawa từ nhỏ. Cao 2 thước 12, ông to lắm. Mà ông đến võ đường hồi đó trước 75 mà. Thứ bảy là ông không được nghỉ phép, là ông đi xe nhà binh đó, của Mỹ, ông về Sài Gòn. Cái võ đường mà ông thích nhất là võ đường Phú Sĩ. Ông ấy đến, ông chơi, thì tụi tôi tập ở đó. Nó cạnh võ đường Quang Trung của thầy Thích Tam Giác. Mà ông ghé vào thì ông tập chung, chụp hình chung, rồi tưởng là quên. Rồi ông về nước, ông về Mỹ. Sau đó, ông di dân qua bên Úc là vì ông cưới một cô vợ người Hoa. Rất tử tế, rất hiền lành và thương ông. Ông đi qua Úc, ông ở Sydney. Tới năm 80 mấy, 81, 82, 83 liên tiếp ông gửi thư về. Thì Liên đoàn Võ thuật họ đọc mấy cái thơ mà tiếng Anh linh tinh họ vách. Thế vì một hôm bắt đầu là đã dạy võ rồi thì mới thấy mấy cái thơ đó ở trên cái văn phòng của Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật. Thì mới biết là ông thầy ông đi tìm những ai có mặt trong hình. Ông bảo lãnh sang Úc. Cho nên lần đầu đi là không phải do cái vụ Thế vận hội, mà lần đầu đi nhờ ông thầy đó bảo lãnh. Ông thầy tên là Theodore Lenz. Ông cũng mới qua đời đây. Tụi tôi rất thương ông. Thì ông bảo đi sang tập cho đúng kỹ thuật quốc tế, đúng lề luật của người ta và đúng bài quyền của người ta, để rồi nếu muốn đi tham dự những biến cố của quốc tế thì mới đủ tư cách. Thế là ở nhà ông có nuôi. Tôi nghiệp ông, nhưng là ông nói miễn là có đủ tiền mua vé máy bay thì cho ông không có giàu để mà mua dùng. Đi lần thứ nhất, nhiều người rồi trở về hết. Là bởi vì có những người là tai mắt của nhà nước đi theo. Xuống phi trường họ giữ hết passport rồi trốn vậy. Mà nhất là đi lần đầu, không ai nghĩ tới, chắc có nghĩ nhưng không dám thực hiện. Lần thứ hai cũng đi qua đó là sắp sửa tới Thế vận hội, tập huấn nữa. Cũng về đủ. Lần thứ ba, tự do, không ai theo, trốn sạch. Mà cái đêm đó tôi nhớ tôi cười, ngồi ở trong căn nhà thuê thôi, ở Sydney, Capramatta. Thì một em nó nói ngày mai, thầy với mấy anh với cô đồ về hết đi. Một mình em, có người nhà lo, em ở lại. Không biết thầy với cô với anh em về có sao. Nó nói không sao đâu, ở thì ở. Cái từ từ một cái tay thọt lên nữa. Rồi một cái tay thọt lên, tức là đã có ý đi hết rồi. Nó rồi ai đi thì đi. Thì thầy về, ngu sao về, mình đi cũng chuẩn bị rồi. Nó ở lại hết, mình ở lại luôn. Đem theo đủ giấy tờ lệnh tha của nhà tù rồi đó. Đem theo, nhất là một cái giấy của bề trên bên dòng gửi gắm mình cho bề trên dòng La Sang ở bên Sydney. Đó là sự kiện xảy ra như vậy. Cho nên lần đó cả đoàn ở lại hết. Mà không phải riêng một đoàn karate. Năm đó đoàn taekwondo cũng ở lại, đoàn judo cũng ở lại. Thế là từ đó các đoàn võ thuật cúp hẳn mấy năm không được ra nước ngoài. Mãi tới đây mới được đi đó. Cái diễn tiến mà tôi xin được nhận làm người di trú, người tầm trú đó. Thì nó thảy ra là tôi nhờ bức thơ của sư huynh bề trên ở bên Sài Gòn viết. Và ông đã có điện thoại nhắc ông sư huynh giám tỉnh bên Úc, tức là người cao nhất của tỉnh dòng. Thế tôi đem cái thơ đó đến. Thì ông đọc, ông biết rồi, ông nói tôi biết rồi. Thế là cứ ở trong dòng. Lúc đó tôi không ở ngoài nữa.
ở trong dòng, rồi chính các phre, các thầy dắt tôi đi xuống bộ di trú rồi khai. Thế là có 2 tuần trường hợp của tôi được nhận, cho nên rất là may mắn, rồi được khám sức khỏe, rồi được giấy thường trú, rồi được hưởng trợ cấp của họ luôn từ đó. Nhưng mà lần đầu tiên tôi nhớ tôi cười lắm, tôi được nhận trợ cấp, cái giấy nó báo của Centrelink là cái cơ quan xã hội đó, đưa tôi xếp cất, và cái tiền nó đi vô trong cái băng account. Băng account lúc đó có 20 đồng do các phe gửi để có mở cái băng để khai thuế. Thế là tôi thấy mình vô được 232 đồng 50 sen, mừng quá, lần đầu tiên số tiền lớn. Hồi đó 200 á, 230 là 2 tuần thì là 1 tháng được là 460 đi. Nhà tôi giữ, tôi xài, tôi ra tôi rút, tôi xài, xài ít ít bởi vì trong dòng mà. Mình tưởng của mình, lần sau nữa, cái thơ nó tới, nó có cái huy hiệu Centrelink. Ông bề trên người Úc, ông mở ra, ông coi, ông thấy đây là lần thứ nhì được tiền, ông nói đem trả. Nhà dòng nuôi. Tôi nói cái kia xài lém nhém rồi sao, ông nói cái kia thì quên đi, từ hôm nay xuống khai, nó không có nhận nữa. Thế là tôi không nhận, liên tiếp trong bao nhiêu năm, tới lúc tôi 67 tuổi, đáng lẽ 65 thì ra khai, ăn tiền người già đó, người senior đó, thì tôi ra khai thì họ mới nói sao 65 không khai. Tôi nói không, 65 vẫn còn làm việc giỏi, giờ 67 mới khai, thế là họ có cảm tình rồi. Họ nói hồi nào giờ ông có nhận bao nhiêu, tôi nói có 232 đồng 50 sen lần đầu mà thôi, trong computer còn hết. Nó nói ông nhớ dài thật. Mười mấy năm xài có một lần tiền trợ cấp xã hội thôi. Khi cả đoàn cùng ở lại, thì bởi vì là đi riêng hết, mỗi người có những người thân của họ lo. Đùng lúc đó, đoàn múa rối sông Ngọc, sau tôi 2 ngày trốn ở lại. 16 người là đảng viên hết, đi biểu diễn quốc tế, múa rối trên nước đó, gọi là múa rối nước sông Ngọc, rất nổi tiếng, họ diễn hay lắm, họ cũng trốn. Họ trốn ở lại Sydney, và 2 đoàn tụi tôi gặp nhau, trước khi anh em tụi tôi chia tay đó, là mạnh em nào nấy đi theo người thân, tôi vô nhà dòng thì gặp nhà báo Hồ Ông rồi đó. Ông lúc đó còn sống còn khỏe mạnh, mới giới thiệu đây đoàn múa rối sông Ngọc, đây là đoàn karate cùng trốn. Thì bên tụi tôi từ từ rút lui tại có người lo hết rồi. Đoàn múa rối sông Ngọc lãnh mũi dùi búa rìu của cộng sản bên nước, cho nên họ lãng quên cái của tụi tôi. Lúc đó họ đang căm thù mười mấy đảng viên của họ, phản họ bỏ đi. Mãi 1 năm rưỡi sau hình như vậy thì đoàn đó được chấp nhận tị nạn chính trị. Cho nên may đó là lúc đó nó xảy ra 2 cái, mà cái bên này toàn là thường dân thôi, còn cái bên kia là đảng viên. Thế là nghe trong nước nó kết án, nhưng riêng tôi thì bây giờ bản án vẫn còn treo ở Liên đoàn Thể dục Thể thao thành phố. Vẫn còn treo. Một anh ở bên San Jose mới tuần rồi kể cho tôi, anh là võ sinh của tôi, anh đi về Việt Nam, anh nói tụi em vô thăm bạn bè cũ, thấy bản án của sư phụ còn treo đó. Nó kết án là tôi lợi dụng chiếu kháng đi công vụ, tổ chức vượt biên có hệ thống. Mình có tổ chức đâu, mạnh ai nấy đi mà. Tôi muốn trở về Việt Nam ngay lúc tôi nhận passport của Úc, là mình đưa nguyên về. Tôi cầm xuống lãnh sự quán ở Botany, Sydney. Tôi phải nạp vô rồi tôi nói lý do, thì tôi đợi lâu lắm. Cả buổi sáng thấy người ta về hết, còn mình tôi. Rồi một nhân viên khá đứng tuổi ra gặp nói bác, kêu bằng bác đó. Bác nằm trong danh sách không đủ tiêu chuẩn để về thăm quê hương. Bây giờ chính sách chúng tôi nó thay đổi để báo trước cho bác, chứ nếu không bác mua vé máy bay rồi về đến thành phố Hồ Chí Minh lại bị mời lên máy bay lại về thì mất giờ và mất tiền. Tôi nói ồ trời cảm ơn, thế chừng nào tôi mới được đủ tiêu chuẩn? Họ trả lời theo lệnh trên chúng tôi không biết, tức là có nằm trong danh sách mà cũng tử tế để đừng về đó. Thì tôi cũng muốn về, lúc đó mẹ tôi còn sống mà. Anh em còn đủ bên đó, không có ai ở nước ngoài hết. Ngày mùng mấy tháng 4, mùng 9 tháng 4 năm 1998 đó, là tôi tới lần thứ 3 đó. Rồi sau đó ở lại dự những biến cố thể thao rồi vậy thôi. Rồi sau đó khi được ở lại rồi thì mới tham gia Olympic
lúc đó mà có thường trú nhân nào hết rồi đó. Cho nên nếu hỏi, nói mà lợi dụng đi tham dự Thế vận hội thì nó không chính xác. Đi tham dự những kỳ tập huấn để chuẩn bị Thế vận hội thì đúng. Đó. Cái chữ nó dùng phải chính xác như vậy. Thì khi ở lại rồi đó thì hoàn toàn tôi không có đủ thẩm quyền để đi ra khỏi nhà dòng, bởi vì tôi thuộc về nhà dòng. Cho nên những hoạt động về võ thuật tạm ngưng cho tới khi tôi được nhà dòng cho đi dạy. Bởi vì họ gửi tôi đi học Anh văn ở dưới Melbourne á, rồi đi học về sư phạm. Tới khi tôi được phép đứng trong lớp thì tôi mới ra mấy võ đường để cùng mấy em nãy đó nó tổ chức võ đường. Nó dạy thì mình giúp cho vui. Đó. Thành ra đó là cái tiến trình để nói rằng là sau khi mình ở lại thì mình đã có những toan tính muốn giúp nhưng mà phải ngưng thời gian đó. Sau 40 năm ở trong dòng La Sang với anh em với nhau, bây giờ phải gọi là mình cắn răng để mà xin ra. Bởi vì luật giáo hội và luật của dòng, nếu muốn đi làm linh mục thì anh em La Sang đã hứa với nhau không làm linh mục. Ai muốn thì xin ra. Xin ra là một cái xé lòng thật, nó đau lắm. Và có thể có anh em nghĩ rằng mình phản bội, cái đó không đáng kể. Nhưng chính lòng mình tiếc vì 40 năm đúng, 30 tháng 6, năm 63, tôi vào dòng lúc 14 tuổi. Ngày mùng 3 tháng 8 năm 2003, tôi sinh ra khỏi dòng đúng 40 năm. Lẻ mấy tháng. Cho nên cái đau nhất đó là cái đó. Nhưng mà nếu xét về sự phục vụ, tôi ở trong dòng mà ở trong dòng La Sang, tôi không có đủ khả năng để giúp những cái lớp trung học mà nó nói tiếng Anh lưu loát. Thấy không? Tôi chỉ giúp một chút pháp văn thôi. Đã có lần được dạy tiếng Nhật trong lớp 6, lớp 7 của Sydney. Nhưng không có được. Khi tôi nhìn thấy Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Sydney, lúc đó các thế hệ thứ nhất, thứ hai không giỏi tiếng Anh. Cần những người chia sẻ lời Chúa hay giúp họ hiểu về luật giáo hội, về phụng vụ thì cũng còn ít cha thể thiếu các linh mục. Thì tôi quyết định con đường phải thay đổi. Và lúc đó nếu tôi đọc ba cái chữ bỏ đi tìm của linh mục tầm thường, tôi thấm nhất. Phải bỏ rồi phải đi mới tìm được một cái hướng khác. Tôi áp dụng câu đó và tôi suy nghĩ ba chữ đó trong gần 5 tháng đó. Tôi mới viết đơn xin ra khỏi dòng. Rồi xin nạp qua Đại Chủng Viện. Cái tục lệ của các nhà dòng là hay lắm. Thầy bề trên của dòng ở Sydney trong dòng La Sang nói với tôi, chúng tôi giới thiệu anh đi sang và trong lịch sử của anh không có cái gì để chúng tôi complain, than phiền, cho nên bên đó sẽ nhận. Nhưng chừng nào anh được nhận chính thức bên kia thì tụi tôi mới release, thả anh ra khỏi dòng. Có nghĩa là bên kia nó chê già, nó không nhận, anh về với tụi tôi lại. Đúng luật. Thì tôi đi sang bên kia thì họ nhận. Nhưng mà họ đợi đến lúc nhận chức tư theo giáo hội đó, 1, 2, 3, 4, 5 là được năm thứ tư đó, thì nhận chức đọc sách. Thì lúc đó đọc sách là lecturer, rồi nhận chức acolyte giúp lễ. Thì tôi báo về bên kia, thế là họ xin cho tôi lá thơ gửi sang Roma để chuẩn cái lời khấn của tôi trong dòng La Sang. Thế là tôi được hoàn toàn đi theo Đại Chủng Viện. Nó cái lịch sử nó vậy. Về vấn đề tra tấn hay hành hạ hay ngược đãi đã có thật. Riêng cái ngày đầu tôi bị bắt vào, một người cán bộ giờ tôi không biết tên, cũng không nhớ nữa, cứ nói mày là võ sư hả? Tại anh ta đọc hồ sơ đó. Mày là võ sư. Thế là nguyên một cái bán súng AK nó rộng vào đây, hàm răng này giả. Rớt hết. Còn hai ba cái lung lay ở trong. Xỉu. Thế là họ khiêng vô họ cùng đó. Thì đó là cái tai nạn đầu tiên. Rồi khi bắt đầu họ cho ăn cơm với nước muối hay ngậm vào thì nó lành. Răng rụng xuống đó muốn lượm nó cũng không cho lượm nữa. Biết đâu để gắn vô. Thế là cái hàm trên đi hết. May là hàm trên, hàm dưới còn tốt. Đó là cái một. Cái thứ hai là cùng tay cùng chân khó chịu và trong bóng tối. Và cái thứ ba nó triền miên hơn là đói. Đó. Đói khủng khiếp. Và cái cuối cùng là mình thấy giống như nhân phẩm mình không có.
kêu bằng mày tao không à, mày là cái thằng gì vân vân đó. Mà những người kêu mình là nhỏ tuổi hơn mình chừng 19 20 tuổi, đặc biệt là đối với những bác 70 mấy tuổi, kêu mày tao thế nó không xứng đáng với nhân phẩm con người. Đặc biệt ông thầy của tôi, ông bị cận nặng lắm, ông cận tới 7 độ, kính ông dày vậy nè. Mà đã dặn với nhau rồi, đi ngang mặt họ, nhớ thầy nhớ lấy kính cầm trong tay. Một lần ông mang kính ông đi ngang, thế là kêu lại lấy kính bỏ đất đạp, nát bét hết. May phước là cây gọng nó gãy mà cái trồng nó dày quá nó không bể. Buổi chiều tụi tôi lén ra chỗ đó lấy lại được hai cái trồng, chế được cái gọng khác cho ông. Chế bằng cái aluminium, cái nhôm mà của máy bay đó. Tại ở trong đó tụi tôi chuyên làm lược nè, kẹp nè, bình thủy luôn cho cán bộ. Đi làm, đi đục đá đôi này kia về là nhờ cái đó mà nó cho khoai đồ ăn đỡ đói. Tôi là người vẽ, mấy anh kia là đục. Cho nên hồi nãy nói đục mấy cái hình đó là chúng tôi từng vẽ. Mà lấy cái gì vẽ? Dùng kem đánh răng bôi lên cho nó trắng mờ ra, rồi lấy cây diêm bắt đầu vẽ hình, là mấy anh kia cứ theo đó mà sủi nó lên, họ đục nó lên. Mình dùng chữ sủi là vì cứ lách lách như vậy nè, lách lách mà đẹp lắm, rồi đánh bóng lên. Thì đó, từ đó tôi mới nghĩ rằng là cuộc đời tù thứ nhất là họ tra tấn thật chứ không phải chơi. Thứ hai, sau này chắc ít tra tấn hơn thì hành hạ tinh vi hơn, bị cùm rồi bỏ đói, bệnh hoạn cũng không có thuốc, ví dụ vậy đó. Rồi cái cách xưng hô là mình thấy buồn nhất đó, tuổi phận nhất đó. Mấy người đó nhỏ hơn mình mà sao kêu các bác này kia, mày với tao. Nhất là trường hợp trí thức là họ ghét, mang kính là trí thức. Cho nên cái kính của thầy Lê Văn Đào họ đạp nát hết đó. Trong những người quản giáo có ai có lòng tốt? Tôi nói có. Mà đại đa số là những người đứng tuổi một chút. Và cái gốc của họ là gốc cũ của họ là giáo viên. Tôi nhận xét ba người như vậy. Gốc là giáo viên rồi bị đi động viên. Thì đi làm bộ đội, từ bộ đội chuyển qua công an. Thì những người đó có hiểu biết. Và họ có cái lòng gọi là khâm phục mấy người tù miền Nam. Mà lúc đầu họ cho là ác ôn, ăn thịt con nít, móc mắt phụ nữ gì đó, họ đồn như vậy. Sao chính những người đó rất tử tế, họ biết và họ nhìn ra được sự thật. Đặc biệt là nếu con cái họ bị đau ốm, họ vào họ xin thuốc ký ninh của tù. Họ biết thuốc của họ năm đó là xuyên tâm liên, không thể nào chữa được cái gì đó. Họ biết, họ vào họ nói cho, họ nài nỉ, họ xin. Cho nên cái sự nó gần gũi hơn, hiểu biết nhau hơn. Thậm chí sau này đã từng có cán bộ ra nhà thờ của giáo xứ Gò Thánh Giá ở ngay cái huyện đó đó để xin bánh lễ vào cho các cha. Dấu mà họ đi thì ai khám? Nó họ hiểu. Và nếu hỏi là có người tốt không? Tôi nói dĩ nhiên trong con người sẽ có người tốt, người xấu. Mà những người xấu thường là họ có một kỷ niệm hay một cái giấc mộng nào đó rất là ác mộng của họ đối với chế độ miền Nam. Một số lớn là những anh em trẻ nạn nhân của ở miền Bắc vô đó là của máy bay B-52. Gia đình bị chết, nó thù ghét miền Nam khủng khiếp. Nhưng sau này chính họ lại vào để bảo mấy người tù giải toán vì họ không biết. Toán chia không biết làm, tội nghiệp không? Cho nên họ học rồi học cả anh văn nữa. Và nhờ vậy, mấy anh tù mới vòi. Chúng tôi cần cuốn từ điển. Cuốn từ điển là cuốn gì? Cán bộ cứ giữ, nhưng mỗi lần đi học cán bộ mang theo. Thế thôi, cuốn từ điển mỏng nhất, nhỏ nhất là Trần Văn Điền. Rồi cuốn từ điển Lê Bác Công. Cuốn từ điển, mấy cuốn từ điển đó họ mua. Họ về Nha Trang họ mua, mỗi lần họ vào thì anh tù viết bài cho cán bộ thì viết mấy chữ cho mình. Thế là vào trong tù có từ điển để chia nhau học, viết trên cái giấy quấn thuốc. Thì tất cả bỏ trong cái hộp thuốc rê thì không bị khám phá. Thế là cứ lấy một tờ ra đi phân ra, hôm nay học 5 chữ này, ông kia học 5 chữ kia. Nó rất là có ích.
cũng nhờ những người mà họ tiếp xúc với người tù miền Nam, họ thấy giá trị và những gì họ bị tuyên truyền nó không đúng. Đó, cho nên có thể kết thân được. Vậy tôi trả lời, không phải mọi người đều xấu, mà nếu cái xấu của họ nó cũng có lý do, vì họ là nạn nhân gì đó của một cái thảm sát nào đó. Do đó nếu khi tiếp xúc thì họ cũng bị thay đổi. Do đó nhớ lại câu chuyện của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, người ta đổi người gác của ông liên tục 6 tháng một người, 6 tháng một người, tại vì sợ bị ảnh hưởng bởi cái anh tù nhân này. Chúng tôi có chứng kiến một cuộc hành quyết ở trại A20. Rõ ràng lần đó có những sĩ quan tổ chức cướp súng vượt trại. Và mấy người kia đi thoát. Một anh bị đạp gai, mà anh biết miền Trung cái gai nó dày rồi nè, mà không có giày đi chân đất. Bởi vì đi giày họ không cho mang ra khỏi trại, họ nói đi trốn. Nếu người nào khéo khéo thì nhờ mấy anh tự giác đó, tức là mấy anh đi đốn củi đó, lén đem đôi giày ra chôn đâu đó để mình biết mình mang. Anh đó anh đạp gai, anh ở lại, anh bị bắt lại. Lê Văn Be, tên của anh. Tụi tôi phải ra ngồi để xem xử bắn anh đó. Phải ra ngồi xem để sợ, để đừng có đứa nào trốn nữa nha. Bắn tại chỗ. Lê Văn Be, tên, đúng tên của người đó. Tất cả một cả trại đó, bao nhiêu người cũng cần biết, ra được là phải ra đó ngồi xem bắn. Diễn tiến là họ lôi ra, đứng đó, anh đứng không được nữa, anh yếu rồi. Thì họ mới nói đây là độc án của Bộ Nội vụ đàng hoàng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, cho nên từ đó mấy ông kia viết gạch dài ra là có độc lập, nhưng trừ tự do, trừ hạnh phúc, nó dài hơn là trừ. Hạnh phúc cái gì, đi xử bắn người ta trốn, và nói anh ta án chung thân, mà đi trốn thì tăng án. Hãy tăng án thì từ chung thân là lên tử hình. Đọc xong, bắn. Bịt mắt, bắn. Cột vào cây cột, bắn. Và như vậy thì tù lại khiêng đi chôn. Đi chôn thì cũng có cái chén cơm, hai cây nhang với cỏ trứng. Thì mấy anh mà được cắt đi chôn nó được hưởng cái trứng nó với chén cơm nó đỡ đói. Xin phép anh Be cho chúng tôi ăn. Chứ cái chuyện đó chứng kiến. Ở mấy trại khác thì tôi cũng nghe nhưng tôi không có ở, không biết. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc xua quân sang đánh 6 tỉnh biên giới. Thì hôm đó chúng tôi là đội phó, đội trưởng đội phó của một đội toàn linh mục với tu sĩ với các sư mà. Đội trưởng đội phó chẳng có cái quyền gì ngoài cái quyền là sáng trước khi đi làm thì đi lên kho lãnh một bó cuốc. Ví dụ đội 20 người thì tôi vác 10 cái cuốc là gần chết. Cha đội trưởng là ông cha Nguyễn, ông qua đời rồi ở Việt Nam, 10 cai. Bởi vì họ không nói, không cho phép mình cầm cái cuốc đi dọc đường. Cầm cái cuốc đi dọc đường là mình tấn công họ. Cho nên phải cột lại, đội trưởng vác, đội phó vác. Tôi đi lãnh cuốc thì nghe trên loa nói hôm nay nhà kho không mở cửa, tất cả vào hội trường. Mấy ngàn người vào cái hội trường ngồi chồm hổm sát nhau. Ai cũng tin là mình đi lao động thì mặc cái áo mà có mùi mồ hôi nhiều nhất. Bởi vì có hai cái áo thôi, cuối tuần mới giặt. Trời ơi, nó bốc mùi là đã thấy vui rồi. Ngồi chồm hổm thế này, ban quản giáo Trung tá Nguyễn Văn Bàn vào đập bàn cái nói hôm nay bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc chúng tính thôn tính nước ta, đưa quân sang chiếm 6 tỉnh miền Bắc. Nghe có một cái anh ngồi đâu đó, bên cái nhóm các anh sĩ quan đó. Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Nên là anh nói khá to, anh kia nghe. Nào phát biểu linh tinh thế? Phát biểu linh tinh. Ai nói chỗ này này? Thế là ông đội trưởng là một thiếu tá. Đứng lên báo cáo cán bộ câu nói đó của Trần Bình Trọng. Bảo cái anh Trần Bình Trọng đội anh lên gặp tôi ngay. Cả mấy ngàn người nó cười lên. Anh quê, anh hỏi cái anh cán bộ quản giáo mà gốc giáo viên đó. Sao? Mình không nghe nhưng mà chắc là anh kia giải thích. Cái anh quê nó thôi được rồi. Bỏ qua cái chuyện anh Trần Bình Trọng. Nhất là nó nói về nè. Anh Trần Bình Trọng lên gặp tôi đó. Thì ông đội trưởng ông nói Trần Bình Trọng, ông Trần Bình Trọng chết lâu rồi. Nó mới nói đấy, chết thế nào được.
Cái đó mới làm người ta cười. Thì đó là một câu chuyện, nhưng liên tiếp sau đó là có một linh mục vì hô. Ngồi dưới ông hô mà. Nó đang quê nhìn xuống nói, anh kia, anh cười cái gì? Nó đang quê, anh cười cái gì? Đứng đi, đứng lên bấm cười à? Đem ra cột cờ cột lại, tội nghiệp cho ông. Cột phơi nắng. Sau khi giải tán hết rồi biết là có loạn rồi. Mà ở trong tù hãy nghe loạn chỗ nào thì mừng chỗ đó. Hy vọng mình được về đó. Đi ngang cái tôi nói cha, sao cha cười chi cho nó phạt cha tội nghiệp quá. Không nói, cái môi không đủ để che cái răng, biết không? Cái điều gì thúc đẩy tôi làm linh mục là sự phục vụ những thế hệ thứ nhất và thứ hai. Anh văn không đủ, không thể đi lễ ở xứ Úc được. Thì đó là cái động cơ chính nó thúc tôi phải phải làm như vậy. Nhưng sau khi thụ phong linh mục, theo luật của tòa giám mục bên Úc là bất kỳ linh mục nào, dù quốc tịch nào, Phi, Ấn hay là Việt Nam, đều phải ra phục vụ xứ Úc 3 năm để làm quen với người Úc. Tôi cũng ở 3 năm ở xứ Úc. Rồi khi quen rồi thì họ gửi tôi về Cộng đoàn Công giáo Việt Nam. Tôi hạnh phúc lắm, tôi ở tới giờ này. Dĩ nhiên là ở Cộng đoàn Công giáo Việt Nam thì khi nói tiếng Anh, mất mẹ nó cái thói quen rồi. Nó ngọng lại. Ở 15 năm rồi, nói tiếng Việt 24 trên 7 nữa. Nhưng mà thấy hạnh phúc là vì ở 15 năm thấy nó có kết quả, là người ta thấy vui khi tới giáo đường. Người ta thấy hạnh phúc khi hiểu được lời Chúa và các phụng vụ đó. Thì thấy thế hệ đó đi từ từ hết rồi. Cái ngày trước khi tôi đi sang đây làm đám tang 3 người, đó mới thế hệ thứ nhất đó, đi từ từ hết rồi. Thế hệ thứ hai, thứ ba nó không cần mình nữa, nó giỏi tiếng Anh lắm. Thời gian bao lâu để tôi làm linh mục? Thì cái ngày tôi ngồi phỏng vấn với ban giám đốc chủng viện và đức cha của Tây Úc, thì các ngài có hỏi tôi, trước khi phỏng vấn xong hết rồi, các ngài hỏi anh có điều gì muốn xin. Tôi nói xin cho con 6 năm để con học theo đúng luật. 6 năm. Rồi có 1 năm thực tập nữa là 7 năm. Thì tôi nhìn, tôi ngạc nhiên, tôi thấy ông trả lời mà mấy ông nhìn nhau. Rồi một ông trả lời, lâu quá, e rằng ông chết trước ngày ông được thụ phong linh mục. Ông dùng cái chữ, we are afraid that you die before your ordination. Rồi ông cười với nhau. Thì ông áp dụng luật của giáo hội, tôi chỉ mất 2 năm là tối thiểu. Bởi vì tôi có thể học thêm, nhưng ông đọc, đấy tôi học hết rồi, thì cho 2 năm để học về bí tích là cái mà tôi cần, và phụng vụ là cái tôi cần. Rồi 2 năm đó tôi làm phó tế, sau 6 tháng tôi làm linh mục, năm 2006. Ngày tôi làm linh mục có mình tôi à, tại tôi già có mình à. Một đoàn một mình. May mắn là mẹ tôi được qua dự, còn sống về rồi bà mới qua đời, với chị tôi có 2 người. Lúc trước chưa có phương tiện để mà gọi là thâu vô rồi online. Tôi đã vẫn đi chia sẻ. Thời tôi còn ở Việt Nam, tôi cũng được người ta thâu băng, băng video hồi đó cassette. Tại vì những gì tôi chia sẻ ngay từ lúc còn ở Việt Nam, tôi nói, tôi tự nhủ với lòng mình, tôi nói với những người tôi đang thương, nó sẽ khác. Tôi không nói để truyền bá một kiến thức hay một kinh nghiệm, mà tôi nói với những người tôi đang thương thật lòng. Cái đó chắc tôi bị ảnh hưởng bởi một tư tưởng nào đó của Thích Nhất Hạnh. Mặc dù nhiều người đánh giá ổng theo kiểu riêng của họ, nhưng tôi thích ổng cái câu đó. Ông nói làm gì hãy làm bằng trái tim. Anh gặp một em bé, anh hãy nói chuyện với em bé bằng trái tim. Hãy thương nó thật, nó cảm nhận ra ngay. Nhưng mà đi đến đâu, trước khi xuất hiện, trong lòng mình đã phải nghĩ, tôi phải thương nơi này. Và tôi nói những gì của tôi đã sống, chứ không phải trên lý thuyết. Người nghe cảm nhận được anh. Họ cảm nhận được cái tình thương. Nó có một cái luồng sống. Rồi tôi được củng cố thêm bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tư tưởng của ông nói, chỉ xuất hiện với tình thương, cả bầu khí nó xuất hiện, nó khác. Xuất hiện với một tâm tư đang bi quan yếm thế, nó khác. Ảnh hưởng lên cử tọa liền. Cho nên anh có để ý, Đạt Lai Lạt Ma xuất hiện cười cái đó. Chưa chào đã cười. Và trong tâm tư Ngài, Ngài nói, tôi yêu thương hết anh chị có mặt ở đây. Hay đó chứ. Cho nên nó không phải ở cái kỹ thuật để ăn nói, cũng không phải ở nội dung giảng bài, mà nó kỹ cái điểm chốt, chủ chốt nó nằm ở trái tim mình. Khi mình truyền bá cái gì từ trái tim thì nó đi vào trái tim người khác.
là một người Việt Nam, tôi người Việt Nam, anh người Việt Nam, chúng ta là người Việt Nam. Nếu về phạm vi tôn giáo thì tôi hãnh diện về truyền thống của các đấng tử vì đạo nước Việt Nam. Rất can đảm, rất dũng cảm, chấp nhận cái chết. Đó là cái tự hào thứ nhất. Cái tự hào thứ nhì, không biết nó có thể 100% như cái tự hào thứ nhất không. Đó là tôi thấy cái biểu lộ đức tin của người Công giáo ở trong nước hay ở hải ngoại là biểu lộ cụ thể. Có thể vẫn còn thua anh chị em bên Hồi giáo, bởi vì họ biểu lộ công khai, họ quỳ đọc kinh là quỳ ngoài đường luôn, không có ngại ai hết, không sợ ai hết. Nhưng cái cách biểu lộ cụ thể, ví dụ còn vẫn giữ được đức tin qua những truyền thống tham dự phụng vụ, qua những truyền thống dùng những cái gọi là lòng tôn sùng, ví dụ tôn sùng trái tim Đức Mẹ, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôn sùng lòng Chúa thương xót, vân vân, nhiều lắm, vẫn còn có người tham gia. Thì mình hãnh diện chứ, là vì đức tin còn sống. Rồi mình hãnh diện nữa là vì những thành đạt của con cháu của thế hệ sau này quá giỏi. Không phải là bám vào một đất nước để ăn bám, mà là đóng góp nhiều nhân tài. Rồi trong hàng giáo phẩm, như riêng ở Hoa Kỳ mới có thêm Đức Cha Nhân Trần, người Việt. Bên Úc có Đức Cha Long, dòng Francisco, người Việt, dễ thương. Rồi bên Úc có mấy bà hỏi tôi, cha nổi tiếng vậy có hy vọng lên giám mục không? Tôi nói không, tôi thích làm giáo tông thôi. Chữ giáo tông ngày xưa là giáo hoàng đó. Mấy bà nói, sao kêu thế? Tôi nói mấy bà lái lại đi, giáo tông là giống tao. Tôi giống tôi thì mấy bà trách cái gì? Cái là cười lên là quê. Nhưng ý tôi nói là tôi hãnh diện ngoài phương diện biểu lộ lòng tin một cách cụ thể. Đức tin phải biểu lộ ra bằng hành động. Rồi thì những thành đạt của con cháu của mình chứng tỏ mình là người cần cù, thông minh, nhẫn nại. Mình tiến được khi có cơ hội. Cho nên chỉ tiếc là những người đang bị cái chủ nghĩa vô thần nó ru ngủ qua những cuộc ăn chơi trác táng, hoàn toàn không còn biết gì về một giá trị khác cao hơn cái giá trị ăn chơi đó, thì thấy tiếc cho thế hệ đó thôi. Cảm thấy vui gì trong chức linh mục? Thứ nhất là được đến trực tiếp nơi bàn thánh, đụng chạm tới mình máu thánh Chúa là một nhiệm tích không thể giải thích theo khoa học được. Thứ hai, cảm thấy mình có thể phân chia những ơn phúc cho anh chị em mình một cách cụ thể. Hồi đó mình ở trong dòng, cứ ở Sydney đi vào thăm tù, nhà tù lớn nhất ở Long Bay hay là Silverwater, ai cũng tưởng mình và đến xin cho xưng tội. Ông thầy dòng đâu có quyền ngồi cho xưng tội. Bây giờ thì nếu ai xin thì mình cứ nói xin anh chị cứ tự nhiên đừng ngại. Đó, nó khác rồi đó. Tức là sự phục vụ mình có thể giúp trực tiếp được. Đem mình thánh Chúa cho bệnh nhân, sức dầu cho bệnh nhân, vân vân, phục vụ được là vui. Qua những năm tháng trong tù, tôi học được một cái điều sau đây. Điều thứ nhất, đó là tôi tin cái câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhiều điều chúng ta toan tính, nhưng nếu nó nghịch với ý trời, không thực hiện được. Điều thứ hai, tôi học được đó là tự do là quý nhất. Được tự do, không có gì bằng hết. Điều thứ ba, tôi cảm nhận được mỗi người có một linh hồn thật, bất tử. Ba điều đó nó nuôi sống tôi đó. Và nếu cái linh hồn là bất tử, thì tôi trang bị cho nó cái gì để nó mang sang cái gọi là thế giới bên kia. Dĩ nhiên nó không mang đồ vật chất theo được. Thành thử ra tự do để mình đáp lại tiếng gọi của bên trên, hay mình cũng có quyền chống lại, tùy mình. Do đó, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên là bài học tôi in vào trong lòng tôi. Thứ hai, tự do là không có gì quý bằng. Và thứ ba là tôi nghĩ rằng là tất cả đều là hồng ân của Chúa đó. Cho nên tôi xin mọi người cũng phải trọng cái tự do của mình. Và nên nhớ là ông Adam và Eva là nguyên tổ của mình, cũng chỉ vì sử dụng tự do sai mà đi ngược lại với thiên ý đó. Cho nên xin tất cả mọi người nhớ, mình hoạch định nhưng không bằng Chúa đâu. Nhất là
Chúa có cái cách của Ngài không giống của mình. Rồi mình chấp nhận, đó là sự quan phòng và tự do quý lắm lắm. Yeah. Nói thế nào để động viên giới trẻ ở ngay trong nước hay ở nơi khác? Thì tôi nghĩ rằng, tôi tin là mỗi người đều có những ý thức rất cao, họ biết. Và nếu họ không bị lệ thuộc vào những cái dụ dỗ, ham mê vật chất, thì bên trong họ vẫn còn một lương tâm. Mà tiếng Việt rất hay, lương là tốt lành, tâm là cái tấm lòng. Ai cũng có tự căn bản một cái tấm lòng, một cái lương tâm. Nhất là tôi thích chữ lương tri, có nghĩa là một cái hiểu biết tốt lành. Và hãy dựa trên lương tâm và lương tri tốt lành đó, họ nhận ra tự do là món quà quý nhất Thượng Đế ban cho. Không có gì hơn được hết. Mất tự do là không còn phải là nhân phẩm con người nữa. Để họ hiểu. Và nếu như thấy được tự do mà mình không có, thì họ phải có đủ can đảm để đòi cái tự do đó. Như một số lớn những cuộc biểu tình hiện giờ không chối cãi được ở Trung Hoa lục địa. Ước mong các bạn trẻ trong nước cũng hiểu được tự do của các bạn đó là quý nhất, là món quà vô giá mà Thiên Chúa tạo dựng ban cho và Ngài không đụng đến được. Mà mình sử dụng không đúng giá trị năng lượng của nó thì tiếc cho chính mình. Xin các bạn hiểu như vậy. Đó là có thể là lời nhắn nhủ của tôi thôi, tôi không dám nói là lời khuyên. Về vấn đề giữ gìn những cái lịch sử của những người sau 1975 vì tự do mà liều thân đi tìm cái sống trong cái chết đó. Tôi không phải là người thuyền nhân, nhưng tôi đi để tôi tận mắt thấy hoàn cảnh. Bởi vì tôi tin rằng có thấy được, có nghe được thì mới sống lại được những kỷ niệm. Mà bây giờ làm sao thấy mà nghe nếu không ai gìn giữ lại những di tích. Cho nên bảo tàng viện là cái điều cần. Nước nào cũng cần mà. Và môn nào cũng có bảo tàng viện, khoa học cũng có mà, y khoa cũng có. Vậy thì lịch sử khốn khổ của người Việt Nam sau những năm bị mất nước cần phải ghi lại chứ. Để nhắc nhở, đừng để một cái trang lịch sử giống vậy nó mở ra lần nữa. Mà muốn như vậy thì phải nhìn lại coi nè, biết bao nhiêu người đã liều thân, biết bao nhiêu người đã chết. Thành thử ra việc làm của cái tổ chức này tôi rất hoan nghênh. Nếu tôi ủng hộ được cái gì tôi ủng hộ. Rất hoan nghênh vì nó rất cần thiết. Tôi thấy nó rất cần. Phải lưu giữ lại cho những thế hệ sau. Cái đầu của họ còn trinh trắng chưa biết. Có thể sẽ bị nhiễm cái khác. Thì nếu họ có cơ may đọc được một tài liệu, thấy được một bức hình, nhìn được một lưu vật, thì họ có cảm kích hơn. Cho nên nó rất là cần. Tôi mong đợi là viện bảo tàng này đương nhiên là nó phát triển thêm, nhiều người cộng tác hơn. Và nếu được thì làm sao để có dịp để nhiều người đến viếng thăm hơn. Bởi vì có thấy tận mắt mới được, chứ đừng có nghe lý thuyết. Xem trong phim cũng không bằng đến tận nơi. Ví dụ nha, tôi vào trại Ga Lăng, tôi thấy cái chén bằng gáo dừa đó, của một người họ làm để họ ăn, lấy cái gáo dừa thôi, mài bóng loáng thật đẹp để ăn, bây giờ để đó làm kỷ niệm, tự nhiên mình muốn khóc á. Ăn trong cái gáo dừa đó mà mài rất cẩn thận, bóng loáng. Cho nên đó một kỷ niệm thôi. Hay là bước vào cái chuồng, người ta gọi là cái chuồng cọp, người nhét mấy cái anh mà phạm kỷ luật đó. Cái làm mình sống lại cái mình bị nhốt. Tự nhiên mình đứng mình nhìn lâu hơn. Mấy anh chị em khác nói, ủa sao Linh Mục cứ đứng đó ngó đó hoài vậy? Tại vì mình quay đi thì họ thấy mình khóc, mình cứ đứng đó à. Cái hiện vật nó đánh động. Và phải đến thăm ở tại nơi, trong cái bầu khí đó, đã có biết bao nhiêu ngàn người ở cái trại đó, nghĩa trang hơn 400 cái mộ mà. Ga Lăng thôi, tôi chưa nói đến Ba Tan, hay là Bù Lao Bi Đông, hay là ở Cô Kra, đảo Hải Tặc, còn ghê hơn nữa. Tôi ước mong cái công việc mà Viện Bảo tàng đang cưu mang, đang ấp ủ và đang thực hiện, nó được triển nở. Nó không phải chỉ là một bào thai, mà nó phải nở ra, nó sinh ra. Và nó sinh ra cái kết quả mà mọi người đến thăm viếng, đến đóng góp và đến tham gia
để giữ lại tất cả những kỷ niệm gọi là đau thương thật của dân tộc mình sau cái đại nạn mà ai cũng chấp nhận đó là một đại nạn không đáng xảy ra.